Hello cả nhà Facebook, em Vân lại livestream, lại đến tiết mục livestream quảng cáo hàng. Hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cả nhà ủng hộ em Vân nhé. Hàng ngon, bổ rẻ, chất lượng cao. Thì em ơi, cái nước đàm đang cùng các em vượt hết quân thù. Em ơi, cả nhà chia sẻ cho em Vân nhá. Chia sẻ cho em Vân mới nhá. Hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua hàng hộ em Vân là cả nhà. Mua hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy cả nhà. Chia sẻ cho em Vân mới nhá. Hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua hàng hộ em Vân là cả nhà. Nào có chút chút ở đây nhỉ. Áo lao cốt thời xưa toàn áo xinh luôn, cực kỳ xinh luôn. Chia sẻ ủng hộ em Vân nha. Chia sẻ đi, không mua hàng thì chia sẻ nhá. Mua hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy cả nhà. Chia sẻ cho Vân mới nhá. Hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhà chia sẻ em Vân nhá. Đã chia sẻ cho anh Duy, anh Khánh Vinh, anh Văn Thành, anh Đinh Thảo Đường là chia sẻ ủng hộ em Văn nhé. Trà sâm dứa quà tặng từ thiên nhiên cả nhà nhé. Trà sâm dứa, trà sâm mật, trà sâm quế, trà sâm các kiểu loại trà sâm. Ai mua hàng ủng hộ em Văn nhé. Em Văn bán hàng online có tâm có đức nhất vịnh Bắc Bộ. Hàng em Văn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cô nào chồng bỏ chồng chê mua một gói sâm dứa chồng mê cả đời. Cô nào tóc ngắn ngang vai mua một gói sâm dứa tóc lại dài đến tận gót chân như em Văn đây. Mua một gói sâm dứa của em Vân, ủng hộ em Vân là cả nhà. Cắn rơm cắn cỏ mua hộ ủng hộ cái. Chị Trúc ơi ủng hộ em này. Nhận được trà rồi thơm lắm luôn. Ôi yêu nhất chị Anh Hồng luôn. Thấy trà em ngon thì lại hàng em ngon lại ủng hộ em nhá. Hàng của em Vân ngon này lại ủng hộ em Vân nhá. Ủng hộ em Vân nào. Mèn này to nứng. Đúng là cho to. Vân đẹp nhất nước, cảm ơn đồ chị. Ủng hộ hàng em Vân này, hàng em Vân ngon không? Căng mịn. Cả nhà mình nhớ chia sẻ cho em Vân nhá. Chào chị, ok chị Ánh Hồng đẹp gái. Đinh Thảo Đường chia sẻ cho chị Vân nhá. Gái hôm nào về chị chơi nhá. Uống lại sợ mê dai. Riêng mê dai đầu thai với hết. Riêng mê dai thì phải đầu thai với hết. Em Vân đây, cái tội mê dai là nổi tiếng luôn. Em cua cả huyện Quốc Oai này. Ôi dồi, chị Trường ơi, hàng em đây. Chị ăn hàng em đi chị Trường ơi. Hàng em hàng chát, hàng chua, hàng cay, hàng đắng thì ai mua thì vào. Nay không có lồng nách nhé, nay không mở ba lỗ, không hở lồng nách nhé. Mua hàng ủng hộ em Vân đi. Các cô là chồng bỏ chồng chê mua đi, mua hàng đi, ủng hộ đi. Để lọc tràn trề nhưng mà tí thì em sẽ để ra ok gì nhá. Mê dai nổi tiếng sợ quá. Cực kỳ mê dai tôi bỏ hoa tai nhé. Nóng lắm. Đeo một bên thôi nó không lộ. Mẫu Phật trà bi anh Nguyễn này. Mê dai nổi tiếng. Cứ mua hàng thì em Vân được dai theo mà mầm. Mua hàng thì em Vân con nào mà bỏ chồng chồng chết. Chồng chết thì mua hàng đi. Ủng hộ đi bà Trường, chồng chết thì ủng hộ đi. Chị Trường ơi chồng chết ủng hộ đi. Có dai theo ngay chị Trường ơi. Ôi chị Trường ơi, ai em thương chị
nhất trên là đời chị Trường ơi, chị bỏ nhà theo hoa dài chị Trường ơi. Ok chị Hoàng, Hoàng Anh lên miệng được châm quế rồi, ngon không, uống chưa? Uống một thì lại muốn uống hai nhá. Ủng hộ em Vân đi nào, mua hàng ủng hộ nào xem, chả có chia sẻ gì. Chia sẻ 100 like em Vân gọi hồn có Facebook. Gọi hồn điều trị. Mở phủ giá rẻ bất ngờ thị trường ạ. Ủng hộ em Vân đây, chia sẻ đi. Tốn lắm. Uống nhiều tốn lắm. Con Vân hay sinh thế như Thúy Vân dở dại. Sinh thì như Thúy Vân dở dại, người ta như cô Tấm ấy này, mà Thúy Vân dở dại. Chào chị Trần Nguyệt. Chia sẻ rồi đó, ok gái yêu, chia sẻ nào, tụt cả view này gái ơi, chia sẻ nhiều nhóm nào. Chúc sinh ca lại cậu, ok chị gái vườn công trên mẹ về xong. Chia sẻ ông Vân nhé, mê dai ăn khoai lại khổ, lắm khoai lắm, sợ lắm. Ok Hoàng Anh em là chị Hầu em lên 14 năm, con mụ Trường này vất dậy. Chị Bình Dương khoai ngén có mua nữa không? Chị gái, mua hàng em được không, hàng ngon không? Chị Bình Dương khoai ngén 10 gói Bắc Ninh cho chị Mạnh cho chị gái có mua không? Mua thật con này không mua đâu, con này mắc mắt nhá. Mua mà con này mà ship rồi mắc mắt rồi không lại. Tôi hôm qua chửi cho sư 2 tiếng đấy. Ăn làm tốt cơm mẹ nấu suốt ngày. Chứa hết. Hết thì mua hộ ủng hộ nhá. Hội người mù đang xem ok. Lại giống hôm qua sư em chửi 2 tiếng đấy. Mua đây ủng hộ em Vân nào. Su ơi, em đâu đây? Nhanh chốt hàng đi, làm đơn quá. Chị chia sẻ 10 nhóm rồi chị nhé. Ok Duy Anh Khánh Vinh, em lên chị nối cái duyên em lấy chồng nhá. Ok, lên nối duyên cho cô nào chồng bỏ chồng chơi mà lên em nối duyên thì chồng mê cả đời ngay. Mẹ công tê xe ben dai luôn, công tê lơ dai luôn, riêng con này xe duyên hơi bị ngon luôn. Con mụ Kiên mất dạy, con mụ Trường mất dạy lắm. Khóc đi anh. Ok Hằng ơi, ơi em Hằng ơi, mà hôm qua em sống trên nả đời, hôm nay em đã thời vĩnh viễn đi ra xa. Ôi em ơi, giường em chiếu đẹp cha nằm, em đi nằm sướng ngôi đất nơi là em mà ơi là ơi à. Chị Trường ơi, chị bóp em hai túi rồi chị ơi. Mà em mà hả, nhanh thì chốt hàng. 14 chưa biết độ sáng hay đầu chiều đây, đang sắp xếp. Anh Gấu ơi, anh Gấu cũng bảo like em thì em lại tế anh Gấu đi nhá, lát mạng em thì chết đi. Mua xong cầu rùi cả bộ ổ bên đây nó ba mẹ hết hàng, đúng rồi mệt lắm. Dứa à, gì à, dưa hấu à, nước xay sinh tố à. Cũng bảo đi ỉa chạy 8 vòng. Hôm nọ tôi trắng này chạy gần chết. Uống trà sâm ngon lắm. Ok. Ok, trà sâm ngon lắm chị anh ạ. Đừng bạo like, mấy con già cứ đừng có bạo like. Lác mạng của tôi, con nào bạo like thì chặt đi nhá. Rớt dãi kìa. Này, cái con già nào kia, con rồ đời rồ kiếp nào kia bạo like kia, con này chặn ngay đi nhá. Con này chặn đi nhá. Con này mà chặn thì thôi không mở đâu. Con mụ Vi cho chia sẻ vào nhóm tâm linh đi.
bùa xu. Phải bảo 6 chị em phải đăng ký tất vào cái nhóm bán hàng online ấy. Thế là xong bắt đầu một đứa live stream cái về điện thoại trước. 6 chị em chia sẻ. Có mặc áo. Có. Ok chị Liên thức. Chảy máu nó uống được. Like là cứ liệu. Like gì thả đường có bảo like. Con nào bảo like của tao nhá. Mẹ chết đường chết chợ. Chết là đi xe ô tô tàu hỏa nó tán cái phọt áp. Bảo đó có nghe. Anh sao vào hội nhóm những người mù rồi. Ok anh nên gấu. Đẹp lại. Anh cho em bộ hội người mù đấy, em lại làm trưởng hội. Em sinh nhất hội ngứa quá. Mà các chơi mẹ nào thì có nhặt cả ngứa. Con nào bọn like cho tao nhá. Đã bảo rồi không nghe nhá. Thứ nhất chết đường, chết chợ, chết mổ, chết trẻ, chết đâm, chết đém, ô tô, tàu hỏa nó tán cho phọt áp. Để con ra gọi là dai thì chơi bê đê. Gái thì bỏ nhà theo dai. Để con ra gọi là tật nguyền nằm một chỗ. Bảo không bạo like lắc mạng rồi, mạng nó đã kém rồi. Bảo phải nghe. Lần sau lại gọi hồn xem bói cho mày xem. Bây giờ mặc sách bán mấy cái thằng em mà mặc bikini thì thôi rồi. Mẹ ngon hơn rồi. Cực kỳ luôn này, không phải nói phét chứ. Ngực Vũng Tàu đi Cà Mau. Chân dài mét nốt hơn 10 mẫu Thanh Hằng. Trắng như bạch tuyết luôn. Cực kỳ xinh luôn. Không phải nói phét. Ôi chị Lưu ơi à, chị Lưu ơi. Ôi giời ơi chị Lưu ơi. Em thương chị quá chị Lưu ơi. Lưu mua ủng hộ đi. Bà Lưu mua ủng hộ đi, nhà không mua. Bà xem nhà không mua hàng. Này riêng cái xa lít của con này may được áo dài. Riêng xa lít con này may được áo dài. Không phải mua về lọc xâm giữa. Dáng ngon nhỉ, hôm nào anh gặp. Em bán trà sâm dứa quà tặng từ thiên nhiên, một người khỏe hai người vui. Chị pha mua pha cho cô Chín uống nhá. Pha cho cô Chín uống. Quá vừa kha kha. Chị Thanh Hiền mua ủng hộ em đi. Ngực Vũng Tàu đi Cà Mau bướm Trung Quốc. Được. Con bán cả mú tần đi. Chị Lưu hay mua mú tần. Mú tần. Mú tần. Mạng lag quá. Mạng có bạo like chả lag. Hôm nào anh gặp riêng nhé. Đây bà ấy đang đây bà ấy đóng đóng chết. Khóc anh Đình Trường đi. Bao tiền một gói 120. Mua đi. Bùng bạo like mạng lag cắn rơm cắn cỏ đấy. Riêng em chửi thiêng lắm, vừa bảo nhà chiều nay chết, vừa chết trong, vừa 8-25 vừa chết trong. Tôi bảo ai không sai đâu, đây không dọa đâu. Ngồi trước bóng điện hai cái đập vào mồm. Không nói sai. Mạng đã lát rồi thì bảo like. Nè. Gái nè. Alo. Xui hôm nào lại điện chơi, ok. 20 không bán đâu anh Đình Tùng ạ. Bán áo con không có Vân ơi, cô Vân này, áo con này hơi bị, này, có mua không, màu đen, mệnh thổ, đeo vào đây ăn, mua các xe phải chọn cho hợp mệnh đấy, những 120 thật mà, mua đây, ủng hộ cái, nhạc nhau lên nhảy cho vui, ôm ở nhạc lên, có cốp không, su, cái cốp của mình đâu, có tí nhạc đây. Thôi. Mua ủng hộ đi.
xem thì không xem, vào thì không vào, chả mua hàng gì, ủng hộ người ta cái mấy khi tóc đẹp luôn tuột cả, tóc như con trai Nhật, cái tóc rụng như ung thư nhỉ, như chị xạ vậy. Cho hai con, chó hai con uống thử đi. Hàng con này thơm như nó khoa pháp luôn, khắm lắm. Chị Lưu ủng hộ 10 gói kia lắm. Hai gói uống thử đi. Bán hai gói nhá, cho ông mà không bán, cho không cho đâu, bán thôi. Em còn tiền nuôi vợ nuôi con. Nó giao nhiệm vụ cho mọi ngày phải bán 50 đơn, khổ lắm cả nhà, cắn rơm cắn cỏ. Chị Lưu ủng hộ đây. Mẻn máng cái này đẹp ghê, đẹp không? Đẹp không? Quả ngon luôn. Chị Lưu ủng hộ hai gói đây. Mua hàng đây. Nào bán hai gói bà Lưu ghi vào, bà Lưu cho số điện thoại nào. Địa chỉ là cô Lưu Sơn Tây à? Cô Lưu từ riêng cô thành cô Linh thì riêng chị phải ủng hộ em Văn 10 đến 15 gói. Chứ cho bà cũng không lấy thế. Em cảm ơn nhé. Em nhỡ chửi nhầm thì thông cảm với em nhé. Lần sau mà thế này em lại chửi sau. Ôi ôi anh Lâm tới, em cảm ơn anh Lâm tới dẹp dai rất là nhiều. Nhưng mà chị phải vô ủng hộ em cái. Ủng hộ rồi nhá. Đức Nguyện ủng hộ đây. Anh Lâm tới ủng hộ em Văn một gói đi, trà chăm giữa quà tặng thử thiên nhiên. Anh Lâm tới có cúng liên tục, thế phải ủng hộ em Vân đi, mua cái này trong pha hạ với ấm mang đi cúng uống nhá, cho nó thanh lọc cơ thể, mắt mắt họng, mắt mắt ruột, cúng cho giọng như chim ấy. Mua ủng hộ cái chứ có nào mà xem, có 32 người xem thì mỗi hôm trang điểm xấu rồi nó đông, thế này trang điểm đẹp thì nó kéo vào xem, mang sang nhà mụ tiệp. Máng sang ngụ tiệp. Lâm, 16 âm ngụ tiệp đang bây giờ chị Lâm ok. Lâm tới gì cho chị hai gọi. Chị cho em số điện thoại đi chị Lâm tới ơi, ủng hộ em nào. Ôi trời ơi, nhập dài nhất Facebook này anh Lâm tới ạ, thực sự là hôm nào có muốn có lúc là muốn nhắn tin hỏi thăm anh Lâm tới nhưng mà thấy đẹp trai có không dám nhắn tin, sợ lại vợ lại ghen. Đình Trường phải khóc chị câu đi. Ôi ơi chị Lưu ơi mà hôm qua chuông trống sập mà sình, hôm nay chị đã nằm bất thình lình chẳng ngà quan nghe là ơi à, ơi à, ơi à, là ơi là ơi hỡi chị Lưu ơi. Anh Lâm tới cho em địa chỉ nào. Em không biết khóc chị Lưu ơi, bây giờ chị chết thật em khóc. Bà Yến ơi đừng có bảo lai lát mạng của tôi lại chửi giờ. Ai? Alo. Được ok. Dạ. Dạo này vẫn ổn chị ạ. Chưa đỡ bận lắm. Bận vẫn ở nhà chị. Vâng, chị hỏi. À, không chị ạ. À, không chị ơi. Không phải, chắc khoảng ok. 12 âm thì, 12 âm một khi là gặp. Gặp ở nhà Tú ạ. Tú Hầu. Thần Sóc Sơn ốc. Anh Tân ơi mua hàng ủng hộ em đi, anh Huy ủng hộ em đi. Chị Lưu thèm được khóc lắm. Ôi, Đình Trường khiếp khóc 3 ngày. Em chị Lưu mà chết em hai người khóc. Khóc chị Lưu chị Tiệp đi. Chửi cô đi. Chửi chán rồi. Số nhà 21. Anh chồng bảo chị tôi tắt em bán hàng đã. Số nhà 231. Vâng em khóc chị vâng. Tam Nhật có tình cảm ok chị vâng. Trường ok. Số nhà 231.
Ôi ôi, mua hàng ủng hộ em Vân thì cái nào mua hàng là chị bốc nhỉ? Bốc lắm. Anh trai cứ trêu em. Anh Thành Lê ủng hộ em đi. Nhất các gì em khổ được nhất gì gì đâu, ủng hộ em trà xăm dứa đi. Chị ơi ủng hộ em trà xăm dứa đi. Chị Lưu ơi ủng hộ em trà xăm dứa. Yêu cởi là ngày trưa mình mà hoặc là con gái thì mình đi thi hoa hoa hậu nhỉ. Nha, thật ý, như gái Hàn Quốc cái sợ thật, xinh thật. Anh Thành Lê ủng hộ em Vân nào, hàng em này, mua hàng cho em đi. Cắn rơm cắn cỏ mua hàng ủng hộ em Vân nào. Anh Lâm tới ủng hộ rồi, đẹp dai nhất hội. Tí nữa mà bán hàng không được thì anh mở hàng chết em. Ôi chị Lưu ủng hộ rồi. Làm Lâm Phạm ủng hộ đi. Ủng hộ chị đi. Bà Lưu gửi cho bà Tiệp, Tiệp 16 lên. Bán tài khoản cho tôi nhá. Bao giờ mình mới gặp Tiệp được? Tiệp 11 nè chùa. Tiệp vào chùa. Tiệp chuẩn ra chùa. Không phải đi Tú Phùng. Tú Phùng không, tối 12 về ấy, tối 11 về ở nhà Tú Phùng. 12 về ấy. 12 nhà Tú. Nguyễn Mai Hương em hàng chát hàng chua, mọi người ủng hộ nào. Mai Hương ủng hộ là 16. Không có hàng bà giết cho. Thì hàng con này đến tận nơi ngay nhá. Con này bán hàng đứng đắn cử chỉ chân chuyên nhá. Con này đứng đắn không những con Lưu nhá. Mời cái con này sang ngay nhá. Vị Vĩnh Phúc sang nhá. Thế mà con Lưu á, con này mời gãy mồm chả thấy xuống. Hội hè chị em chả thấy đến. Ai như con Lưu bận công bận việc. Thờ cô chín chính cung, đành hanh đánh đá. Chào anh Sơn Tơ. Bảo Tiệp gửi tiền luôn lên, chị gửi cho mụ Tiệp, ok. Ủng hộ em cái nào, mua hàng ủng hộ em nào. Một gói thôi em mừng, mua ủng hộ em đi nhá. Mấy khi mày khổ thật ấy, thật sự luôn. Ai lên tới Xuân Mai nhớ lại hỏi thăm làng Yên Thái nơi Na, hỏi thăm 854 đi vào. Cảm ơn anh Hoàng Tuấn Át Văn. Đền thờ cô Văn Nữ khác nào động tiên. Mới dạo miền An, ai lên tới Xuân Mai Châu Thổ, hỏi thăm đền cô Văn Ngự nơi nào, hỏi thăm cố thổ đi vào. Cố thổ luôn. Ủng hộ em cái nào thật, ngồi tới đây cho bán. Chả là cái nào, sợ thật. Bán 4 gói. 4 gói tối nay em ăn cám này, ngủ mình dự người ghế rồi. Giao nhiệm vụ cho mỗi tối mới bán 50 gói. Ôi, chào anh Sun Kobi, anh Sun Kobi là anh Kobi, anh Cu Sun, à Sun Kobi đấy, cô đọc nhầm, chỉ khổ thế không có tới đâu. Cô thích đọc nhầm thôi. Anh Kobi ủng hộ cho em. Rồi. Thế nào? Ủng hộ cho em nào. Ủng hộ cho em gói, em cắn rơm cắn cỏ ủng hộ em cái này anh Sun Cu. Bao giờ ra thời hạ mình chơi, mình gặp idol ngoài đời cái nhé. Ok, anh Sơn vừa ra làm nọ. Anh Sơn ủng hộ em đêm nào ra gặp nhá. Idol thì cấm, người ta thân này idol, nói cái cạnh chết, không dám lên chim giờ. Mẹ tự kỷ giờ. Trúc Linh Anh, hai gói nhanh. Trúc Linh Anh. Hai của anh Linh Anh ơi, chị ngài nhất hội Facebook hôm nay mua hàng hộ thì cho số điện thoại địa chỉ đấy nhá. Bình luận vào nhá, số điện thoại với địa chỉ hộ cái nhé. Ủa ngứa quá, như ghẻ, sợ thật. Ủng hộ tất cái. Đồ hôm đánh phấn sinh thì đéo nào mua. Hôm mà trang điểm nhung áo hộp lại cứ ngơi mua, sợ thật. Mẹ với này đánh phấn từ 4 giờ. Giờ có thời gian này chị đánh phấn từ 4 giờ đấy nhá. Khổ cua anh đâu, có xun đâu mà toàn... Thì em đọc nhầm là anh Sun Kobi. Cứ hay đọc nhầm khổ quá. Cứ nhắc cái em sợ lắm, em nhìn thấy em ung thư đấy. Anh mua ủng hộ em đi. Xin gái cái này không ủng hộ thôi rồi. Ôi Lâm ơi, ai em ơi, là Lâm ơi. Ôi trời ơi em ơi, chị gọi em chị. Gọi em trả thưa chị câu à nào lắm ơi. Ôi giời ca
qua Lâm ơi, là Lâm ơi, mua hàng ủng hộ chị em ơi, Lâm ơi, ủng hộ chị cái. Con điên, khổ lắm. Mình có người mua trà nhà idol tặng rồi, cho nên không phải mua. Ai mua tặng nhỉ? Ai mua tặng nhỉ anh Sơn ơi? Ai đấy báo tin cho em biết với. Trà nhà em bán nhá, riêng trà là phải mở ra có đúng chữ Vân ở Vân Xu ở đấy. Mà 100 không bán đâu. 100 bán cho chị lấy xe lít, chị pha nước uống à. Mua vào 140 rồi thì bán 100 thì có pha nước bằng gì. Nay không xong rửa chị à. Nay có các kiểu loại xong, ngồi khép hộ cái quả mướp đắng vào. Quả mướp đắng bà này thì có mướp vẩn. Vẩn ái chuẩn luôn. Ok anh Sun. Anh Sun Cu Sun Kubi, con nhầm, đọc thiếu. Rồi xin chào chị Phương Bùi. Cắn rơm cắn cỏ mua hàng ủng hộ em cái. Con nào bạo like liệu với bà. Đừng bạo like với bà, đừng bạo like lắc mạng này về nữa. Đừng bạo like hộ cái lắc mạng của tôi. Vào xem đi xem, cứ chia sẻ đi, nhiệt tình đi, bấm nhiệt tình mà chia sẻ đi, lắc cả mạng rồi. Ui. Ủng hộ em cái nhá. Ủng hộ hàng em cái. Đừng bạo like cái bà Hoàng Đào hay Hữu Đào gì đây. Phải không? Hay bà nào đấy, đừng bạo like hộ cái. Mua nửa lạng. Thôi con bà Tuấn ạ, à, bà mua nửa lạng bà hát văn ra thì bà này nhai cả cớp. Mua hàng với mua nửa lạng. Không, 20 em không, 20 thì em bận rồi, hầu kín. Từ 10 đi hầu, uống xong dứa đi ỉa. Lại có Tú, bà sang tay đến là móc mắt đấy gớm. Mười hai em không? Ở bên nào, ở đâu ạ? À, 12 chắc có. Trà thơm anh Long Bin, anh Long Bin mua rồi có lại ủng hộ em tiếp nhé. Giới thiệu ông nội bà ngoại cô gì chú bác họ hàng ba bề bốn bên ủng hộ em nhá. Ai mua hàng rồi ủng hộ em đừng bạo like hộ cái. Mẹ gì ơi, má gì ơi, bạo like hộ em cái lắc mạng em kìa. Mạng đã trả ra mạng rồi, đăng ký 3G đến 30 đứt cả ruột này. Anh Nguyễn Mạnh ơi ủng hộ em nào, đừng có bạo like. Con mụ Tú kia rồi bình luận uống đi ỉa đấy. Đừng mua con mụ già này. Này 12 bà không đến đâu nhá. Con bình luận thế được rồi. Gái gì ơi đừng bảo like hộ cái, bảo điếc không. Vào chặn vào con này kìa đã. Anh nhà từ em chặn vào cái con này đã. Vietnam ốc giả dài 1m2 đúng rồi. Từ để tôi chặn vào cái nick Facebook này đã, bảo like đã. Định không đi nhưng đi ok đi nhé, đi sang này gặp nhé. Anh Bác Cù mua ủng hộ em nào. Anh Bác Cù đẹp trai là cộng đồng đẹp trai nhất xứ Thanh nào, ủng hộ em cái nào. Thầy Hoan Hỉ đây, ủng hộ con cái. Ủng hộ mua hàng ủng hộ em Văn nào. Ngộ em Văn đi, em Văn đã vất vả lận chân chuyên lắm. Hai lạng uống được nước rửa ghe không đủ. Con mụ Thắng ạ, à, mua hai lạng rửa ghe nhé. Nhâm nhận trà rồi mọi người ạ, mọi người đừng mua nhé. Vì ngửi là nghiện mùi chứ không phải nói uống đấy. Riêng con này bán hàng quá có tâm con đức, thật thà chân chuyên luôn. Bán hàng cực kỳ ngon luôn. Không biết bảo người quen có người mua tặng trà rồi. Con này bán hàng tâm đức lắm. Cái tâm cái đức nào đi lên đầu. Thực sự là cái bộ quần áo của cái này nãy sờ cái sỏ cái nó toạc mẹ đũng, cho nên là phải mặc cái quần khác. Nhà phải thông cảm.
hai màu sang pha nhớt ấy, kiểu thế. Vỏ thì iPhone, phần mềm thì Android. Là đứa hôm qua ngồi cùng năm cùng chỉ nó ngồi cùng rồi, em vừa nhận hai gói pha uống đi ở thằng này điều ớt còn mụ thú nữa. Uống ngọt thế bà Vân. Trà thảo mộc sơn mộc thì ngon cực kỳ luôn. Sơn mộc à, gì nhỉ? Sâm gì nhỉ? Đấy. Sâm dứa. Sâm dứa. Sâm mua hai lạng về cho về tắm cho mẫu khiếp. Thì có tiền mua trà hồng sâm về tắm cho mẫu, mẫu độ cho thì có ngày trăm thằng là đéo. Chả nhớ ai. Nhưng mà hôm nay cô Vân để sờ tai lít này hơi xấu. Mấy tóc không xinh như mọi hôm đâu nha. Hôm nay đánh vội, đánh phấn thì đánh từ 4 giờ. Nhưng mà tóc tai là hơi xấu. Stylist là thế nào? Là tút à? Hôm qua có phải em ngồi nhà thầy Hạ không? Tẩm đường ngọt là phải. Tẩm đường? Người ta đi tẩm đường đâu mà tẩm đường. Tớ chả xem nào, nhưng mà xinh không? Xinh không? Ỉa thì ai chả phải ỉa, ngày nào cũng chả phải ỉa. Không bao giờ mới đi ỉa. Hôm nay như mẹ xè. Như mẹ xè, người ta đang xinh như thế này, bảo như mẹ xè. Đúng thật. Người ta đẹp dạng người, thế này chứ mẹ xè. Con gái người ta đang tuổi xuân xanh thì khen không khen chê một câu thôi rồi. Người ta đang tuổi xuân sắc dạng người này thì chê một câu thế nó chán chết rồi. Lại không lấy à? Để chửi luôn. Facebook nào không lấy để chửi luôn. Tế dê thôi chứ không chảy. Tính thanh tuệ này, tính theo lễ này anh ấy. Học bài thì Vân ơi, anh Quang Mạnh Trần mua ủng hộ em đi. Từ hôm qua nay xem đéo ủng hộ đâu, mua ủng hộ ta đi. Mua ủng hộ đi anh Quang Mạnh Trần. Ủng hộ em Vân nhá, xinh gái này không ủng hộ thôi. Các kiểu sư hôm qua là chửi nhau với sư 2 tiếng là mua hàng bom hàng. Hát con họ đi em ủng hộ. Ok Jun móc nhé. Con mụ này một cái liệu nhé. Vừa báo like xong nhé. Nay bà nể bảo mua ủng hộ bà không chửi, không là chửi rồi đấy nhé. Thôi thì chim khôn đậu nóc chuồng bò. Sau đây là điệu hò của em Vân bắt đầu. Em xin Vân em Vân xin ca một câu quan họ mang tựa đề bài gì là thích bài gì để ca. Anh Dũng Bảnh mua hàng ủng hộ em Vân đi, trà xăm dứa đi anh Dũng Bảnh ơi. Tại chưa về đang ở Sài Gòn. Ôm nào ở Sài Gòn về thì mua ủng hộ em nhé. Không mua ba lạng, bán ba lạng không mua. Một con này dám mua bán. Nhưng con thắng dám bán. Khách đến chơi nhà, ok. Chẳng mấy khi khách quý đến chơi nhà. Đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui hự lòng làm ca bà húc đã. Loan bà húc cho ngọt chạp, hát nó mới hay. Nguyễn Tiến Quang kêu ủng hộ kìa, nhanh. Tư vấn sản phẩm bên shop, ok. Khách đến đi đến chơi nhà là chơi nhà. Hiểu sâu mà quả tí nước mây pha trà mời người sới là trên có hoa trà này quý vậy đôi người ơi. Mỗi người là người mua mỗi gói cho em vui lòng. Em muốn tròn sống đi cảm đi sống đi cảm nơ đập liền
ba bốn người là người đi lại mấy kéo phiền là đó giang là em đi vào chùa thấy trời thấy trở lên ngả nhang gần chùa là chùa cha bên mấy duyên hương ý chút nào là sáng có răng xuồng sáng nghe cái sáng nghe cả vườn đào. Mấy hôm nữa anh đánh cả ô tô cho em mua mấy gói thì ít quá không đủ dùng. Ok anh Dũng Bảnh nói thế liệu nhá, không mua em lại chửi cho đấy. Em con hiền lành em không chửi nhau bao giờ đâu. Thôi bục đít rồi, xuôi. Dán vào đây đi. Rồi quay khác đi. Còn gì dán vào đây. Cả nhà mua ủng hộ em đi. Chị nhận được sắn dây chiều nay rồi nhé. Mẹ buồn nó. Thu ship 38k, chắc vẫn là thu ship kiểu gì mà kinh thế. Tuyên Quang. Chắc là lấy nhanh hay sao. Nhanh, thêm mấy nghìn. Bốn tuần. Ôi trời ơi. Anh có biết tại sao nó bục không? Nhưng mà anh làm rơi nên nó mới bục. Bọn anh em hàng bùng bột thôi. Cái nào bùng bột cơ mà. Không, không bán xu đâu. Xu á, tiền tỷ. Anh Quan ấy đã ghi ghi của anh kia chưa? Xong. Chắc nó lấy nhanh, nó bắt được lấy. Không sao, sắn ngon là ok rồi đấy. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều. 16 em lên chị nhá. Chị có rảnh thì về ăn cỗ. Thắm Khẩn ấy mua hàng ủng hộ đấy, Thắm Khẩn. Thắm Khẩn thì đặt chúng ta thì lớn. Đặt không thì lấy à? Lại chửi đấy. Con mụ này có lấy không? Phải đặt mua cho địa chỉ. Đặt đéo có cho địa chỉ thì bán đéo được. Đặt phải cho địa chỉ ấy chị. Gửi cho em về quấy trẻ. Cho em về quấy trẻ. 30k một gói em mua 2 gói. Ôi ôi ông Mạnh ơi em lại ông đấy. 17 với chỗ bố em mà. 16 em về từ 16. Này ông Mạnh kia vào mua nhanh nhá. Không bán 3 lạng thì có bán 3 lạng rưỡi không? Không, không bán đâu. Em không bán đâu. Ồ, công nhận đấy Vân ạ. Đây này, ship của nó đã 37.500 rồi. Thế là 38.000. À, không phải. Sắn dây là 1 cân. Hoặc tính cân. Ờ. Cái gói mà. Không. Tại vì cái này 4 lạng là ship đã 22.000 rồi. Ờ, đúng. Sắn dây 1 cân. Sắn dây 1 cân. Không cho đâu. Đoàn Phương ơi, mua hàng ủng hộ em Vân nào. Cân. Ui, tóc dụng nhung thư ấy. Không, Long Bin ơi, mua 2 gói, bây giờ mua 2 gói nữa chứ không mua 2 lạng đâu. Không bán 2 lạng đâu. Em mua 5 lạng nhé, 5 lạng 1 gói. Mua ủng hộ đi, con mụ lưu vào xem chán lắm. Vào xem phải bình luận đi, bảo mua hàng ngon lắm hay thế nào chứ thì ủng hộ đi chị đi. Chị Đoàn Phương ơi, em bán trà xâm dứa, giảm cân cũng có, tăng cân cũng có, điều hòa huyết áp cũng có. Một gói trà xâm dứa này pha được 20 ấm. 20 ấm thì một nhúng một ấm thôi. Như thể là bán trà, bán như thể là bán pha nước chè ấy. 120k một gói, ủng hộ em Vân đi. Mai có nhà cùng Vân rồi. Mai buổi sáng với chiều mai đi cúng.
Mai buổi sáng có nhà còn chiều không có nhà nhỉ? À chiều bằng sáng mai nhỉ? Chị em không bằng gói bột sắn uống đi. Cha tổ bố có nói đừng bạo like hộ cái bà gì ơi. Bà gì ơi, đừng bạo like hộ cái. Nay mới nhìn thấy mua ủng hộ đi. Mỗi ngày Vân bán bao nhiêu cơ. Nay là từ lúc trang điểm xinh lại không người mua. Chỉ trang điểm xấu lại mua gì. Nguyễn Tiến Quang không mua. Có số điện thoại đấy. Số điện thoại đâu? Hay là em trượt lên xem có anh nào bình luận số điện thoại rồi. Không có mà này. Nay mới nhìn thấy mua ủng hộ em đi. Xinh không? Xinh không chị? Như là Huê Hậu luôn này. Ủng hộ đi. Mua hàng ủng hộ đi. Thì có mua cái anh lớp tới mình vượt số điện thoại thôi. Linh Anh hai gói cũng chưa thấy anh... Nguyễn Tiến Quang có số điện thoại. Em xem thế nào chứ. Từ nãy em có xem đâu, em trả lời ship này. Ôi. Em trả lời thằng ship nó bảo là thầy bán hàng thuê thế thì Thầy bảo không nhận thì nó hủy đơn. Chửi luôn nhé. Con mụ sư nào kia mụ sư Tiến Quang này. Nào 0972 là của anh? 0987 anh Tiến Quang, 0987 0987 218 605 mà còn muốn tư vấn cơ, shop tư vấn cho em. Có địa chỉ không? Không có địa chỉ. Giọt lệ tình vào xem diễn tuồng Nguyễn Tiến Quang đúng không? Ừ. Nay mới nhìn thấy để nhìn tí đã trong mai mua nhé. Mua luôn đi ông Đoàn Phượng ơi. Đông Vương Lê nay cô xinh đẹp thế, anh Đông Vương Lê mua hàng ủng hộ em đi. Thật đẹp trai nhất Facebook này phải mua hàng ủng hộ em đi. Thật đấy. Mua hàng ủng hộ em Vân cái. Ngứa quá. Mua ủng hộ em Vân cắn rơm cắn cỏ rồi mua ủng hộ cái. Thề luôn. Chả bán được cái gì, hồi lại gãy một móng tay rồi. Mẹ cái thằng thầy chú ơi. Sư Hổ Mang, cái bọn sư kia mua ủng hộ toàn bom hàng. Ê, bực mình không? Đấy, bảo chị chuyển ngay điện thoại thì con ra hàng với ok, hàng thì không luôn. Người ta đến ngay cổng thì còn trả ra lấy. Không, bây giờ thằng ship rồi nhắn tin. Thầy này tên là Thích Thanh Tuệ. Lấy 10 gói phải không? 6 gói. 10 xong bảo lấy 6, ừ. 6 xong tháo ra. Anh Đoàn Phương ủng hộ em đi. Và Vũ Hiền ủng hộ đi. Bán trà xâm dứa, trà xâm quế, giảm cân, tăng cân, các loại, điều hòa huyết áp, cái gì cũng có, ủng hộ đi. Ủng hộ đi. Cắn dâm cắn tỏ ủng hộ cái. Kinh tế khó khăn dạo này vất vả lắm. Bán hàng ủng hộ luôn. Sư thầy Thích Cường Dương à, con mụ lại mất trẻ. Đây này, không thầy đấy. Ừ. Biết rồi. Chè để uống mà cứ áp vào bướm thế kia khám ai uống được. Này bướm con này thơm như nước Huê Pháp luôn, thật luôn. Giảm cân ok, bà Hiền lấy 2 gói nha. Bà Hiền lấy 2 gói nha. Ủng hộ luôn, cho số điện thoại địa chỉ luôn, bình luận luôn. Không bình luận thì có mà bán đâu, thì có bán được cho đâu. Nhanh lên, không có người không có ấy đâu. Giảm cân nhé. Mẹ bà phải lên một tạ. Loại đàn bà chửi chồng như chém chả, cấu con như băm viên đấy. Sư không thích trà, chỉ thích gì anh? Anh Long Bin là sư thích gì? Anh Lưu ơi, có tác dụng là mát gan, bổ thận. Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giảm mỡ máu. Đây, chị Lưu phải dùng cái loại này. Chị Lưu phải dùng muốn tần. Một người khỏe, hai người vui. Muốn tần. Chị Lưu ạ. Hiền em xin số điện thoại với địa chỉ với ạ. Bà Hiền bình luận số điện thoại địa chỉ đi. Tản năng tăng cường ham muốn, chữa đau lưng, mỏi gối, kháng sinh, cầm máu, kích thích tráng dương, bổ thận, tăng cường sinh lực. Ôi sư, các sư của thầy chùa thật là 10 gói, 15 gói. Toàn bom. Chăm chỉ bom lắm. Chị Vân sắp rơi hạt le rồi. Này rơi rồi, xuống đây mới nhặt. Về bà cho vào khám mà là thờ như sán lội ấy. Sắp rơi hạt le rồi. Cái hạt le con này bằng cái nắm tay này. Sắp rơi. Bình luận thì chị Vân sắp rơi hạt le rồi. Vào inbox nhé, ok chị Hiền. 240
hai gói 240. Có loại ngâm rượu đấy Long Bin ơi. Ngâm rượu đấy, muốn tần đấy. Có muốn tần ngâm rượu đấy. Ngâm khỏe lắm. 2 tiếng. Hừng hực cả đêm. Ủng hộ đấy, muốn tần đấy. Cũng giá bằng nhau. Thế muốn tần thì mình phải bán 150.000. Nhưng mà thôi bán... Lại cái thằng người quen mà. Ô, có gì cho ông Trinh uống không? Đấy, muốn tần có mua không? Muốn tần. Muốn tần. Có mũ tuần thì nhận ạ, tăng cường khả năng ham muốn tình dục, chữa đau lưng, mỏi gối, kháng sinh, cầm máu, kích thích tráng dương, bổ thận cực mạnh. Tiếp có cái lên mà vâng được khám. Đi mua ủng hộ đây nào. Cái loại nào uống hát cường lên luôn không? Có mũ tuần đây. Mũ tuần mà có mua không? Em hút thuốc ác làm anh phát minh ạ. Ngày em hút một lạng thuốc lào. Tự phát minh này lại phải thầy chùa em sợ thầy chùa lắm. Không thầy chùa không bán được đâu. Bán thầy chùa toàn bị bom, nó sợ lắm. Toàn 10-20 gói. Toàn bị bom, mọi lôm tiền ship về mất mấy trăm. Mẹ bán chồng mông chồng đi cả buổi tối được mấy trăm để đi bù tiền ship cho các bố. Các bố cứ muốn tần mua 5-7 gói cho lại bom. Sợ thầy chùa lắm rồi. Mua ủng hộ đây nào. Rú này có khi hơi lép nhỉ. Được mỗi một thầy mua buổi sáng chiều nhận được hàng luôn. Bình thường đã 2 tiếng rồi uống mà 2 tiếng thì cần gì. Uống thêm 2 tiếng nữa cộng thêm là 4. Bớt hút nhà cậu. Bà ông và bà Hàng Cường có mua muốn tơn trong Cường không? Nhà cháu tại gia. Vâng, tại gia thì bán. Còn người chùa không bán đâu, sợ lắm rồi. Xuống tận chùa mà đào lên. Hôm nào tôi xuống tận chùa thật đấy. Lần nữa tôi xuống rồi. Dạo này sinh đấy, con mụ này như con dở ấy. Người ta sinh suốt thì bảo dạo này sinh đấy. Người ta sinh suốt ngày thì bảo dạo này sinh. Ôi biết nhà anh chùa. Ơi, toàn nhà chùa. Có thuốc nào cho to vú không ạ? À? Hoàng Đen ơi, có muốn tần nó to cả trên cả dưới, có mua không? Bà có thích ấy. Sợ món đi đám muốn tần, mua ủng hộ đây. Mua ủng hộ muốn tần đi nha. Ủng hộ em Vân mua muốn tần. Muốn tần ủng hộ đây. Muốn tần một người khỏe, hai người vui, cả xóm vui. Cho em một miếng nước nào. Miếng gì? Nước. À, ông. Tôi nói đến nhà chùa là sợ rất khiếp. Là sợ sư lắm. Nhìn thấy trung thư. Tí gửi cho tôi mới bài chửi nhé, ok. Chửi ông Trinh à. Múa đây, bà kia bảo cho ông Trinh múa đây. Ồ ôi. Idol của em, anh Hoàng Đen. Thần tượng. Uống cái tưng luôn, đúng rồi. Dì Hoàng Đen mua ủng hộ đi. Ôi, thần tượng Hoàng Đen lắm. Để tôi đang kéo like cho nhé. Ok, đang kéo like cho. Ngồi thế kia rơi hai quả mìn bây giờ. Con hụ này giờ lúc cái hạt lê với mìn. Con này phẫu thuật chuyển giới rồi nhá. Cắt đằng trước, lột đằng sau rồi. Không có mìn nhá. Chủ nhật hầu. Chủ nhật là bao giờ không? 14 hầu, lên. Chuyển về nhà cậu Hoàng 10 gói. Cậu Hoàng Đen 10 gói đi. 10 gói muốn tần nhá, anh Hoàng Đen nhá. Muốn tần 10 gói đi, ngâm vào cái xô ấy. Hôm nào bà là thánh cô Linh Từ đến thì lên xin lộc và phát lộc cho muốn tần. Bảo Trinh chỉ thích Vân thôi. Trinh bảo chỉ thích Vân thôi, thế à? Ông Trinh thì bảo ông Trinh muốn đây. Hôm nào các cô về phát lọc cho muốn tần cho các ghế tối nó từng thì mới trông không trực được cửa cô được. Bà Lưu ạ, à, ngâm xuống giếng uống cả năm. Ôi tổ con dở, ngâm xuống giếng được ấy, cho vào téc sao cho phải ngâm mà cho vào giếng làng ấy, bổ một công đông xuống giếng làng hầu. À thế, để bảo bà ý hôm khác. Ok nhá. Có sáng mai có nhà nó còn lại đi vắng suốt, lại bận nắng, cô là người nhà nước đón đi diện liên tục. Lên đây chúng em chắc ké. Cậu Hoàng Đen lên đây chúng em chắc ké. Chưa có lên đây chắc ké. Ông nào lên xem thế nào rồi nhờ Vân cho mùa nhé. Ok luôn.
Chủ nhật lên. Kẻ ai? Ê tiệp. Tiệp của Lưu rồi, đừng nói thế mà chị Lưu ghen lại. Đéo có xem Facebook giờ. Tiệp của chị Lưu rồi. Anh ờ hay đen. Có anh yêu rồi mà còn bảo không có ai. Khiếp. Anh Hoàng Đen lúc nào cũng bảo chưa có người yêu. Đấy là câu nói cửa miệng rồi. Ok nhé. Ok nhé. Anh Hoàng Đen là mối lắm. Hoàng Đen là bà Lưu lắm, chồng bà Lưu lắm. Lưu con Lưu rồi mà chết thì vòng hoa giải từ sân Tây xuống tận đến sân Mai này. Nhưng cái giống người yêu cũ. Hello, hello Thiện Tâm ạ. Lại thầy chùa phải không ạ? Thành cô linh tử em không muốn bị anh tạt acid. Mụ tiệp của dân của làng tôi chịu. Anh mà ế thì ai có thề người yêu trời anh mà... ế thật khiếp. Chào chị Kiều Lê, chào chị Huyền Hương. Chị Huyền Hương mua trà giảm cân đây. Trà giảm cân không phải đi gym nữa. Xem được ngày bên đây chưa, về 27, 28 mới lên được. Ai cầm tạt acid thì khổ. Anh nào mua buồng cao rồi lên trên. Mua cho bà Tuyến à. Ừ. Mua cho bà Tuyến đi, chị mua ơi, đi. Mua đi, mua lên trên chứ uống được mà chị ngon lắm. Ngon lắm. Pha nước uống ngon lắm. Cô Vân cắt cho em được với em Lâm mới để em lên tuyển cho em tấm người yêu. Tấm tuyển, chồng. Tuyển cho em tấm chồng. Ok. Riêng bà Hoàng Đen nên mà muốn thì phải cắt. Chặt duyên chứ không phải cắt duyên, cắt chặt. Cậu có trà giảm cân? Em có. Giảm cân cho có cực kỳ luôn. Uống mà giảm cân thôi rồi. Đây, đang 78 cân rồi còn có hơn 60 đây. Như Huệ Hậu, ngực Vũng Tàu đi Cà Mau đây. Ngon cực kỳ đây. Mẹ chân dài mét mốt, hơn người mẫu Thanh Hằng. Đây, xinh cực kỳ luôn. Đây nha, không phải nói vét nhá, dáng đứng tự nhiên, da trắng như bạch tuyết. Cực kỳ xinh ngon. Riêng em thật là Huệ Hậu gọi em bằng chị. Cứ mua ủng hộ em Vân đi thế nào. Không đâu bằng em Vân đâu. Ôi trời ơi giảm cân này. Em giảm cân được mà giảm cân cũng có. Có 3 loại, một loại điều hòa huyết, huyết áp. Một loại giảm cân và một loại tăng cân. Một loại là tăng cường sinh lực khác. Làm bán hai ba làm gì? Bán cái này cả sắm dây với nhà. Sắm dây không có bán đâu, nó hỏng hết, vỡ hết, người vỡ hết. Vỡ hết á? Ừ. Nói uống tăng cân không? Cái có cái uống tăng cân. Sâm dứa là tăng cân mà. Nghe ta lại gửi nốt mới cân kia vậy ạ? Ừ. Đang mưa đều kêu hỏng vỡ. Ủng hộ đi, mua ủng hộ đi, giờ này giờ được mấy gói. Cho chị cái loại tăng cân đi nhé. Ok chị luôn. Lên cân vùn vụt luôn. Xui như em đấy. Lên vùn vụt, lên 18 cân. Sâm dứa, bà Lưu sâm dứa. Ủng hộ đây nào, mua ủng hộ cái. Mua mà trong những con cô hồn này, ngồi bán hàng này. Mua thì giả mua ủng hộ. Tăng với ạ. Ê, cậu Hoàng Đen mua đi, tăng lên mọi thứ, chỗ nào cũng to ra, mua đi. Ôi nhưng mà người Hoàng Đen tập gym ngon lắm, à đã đẹp lắm. Ai chả biết. Tôi uống mà không mà lên cân thì tôi liệu tôi trùng đốt đèn nữa, ôi cậu xin mời luôn. Ôi anh, thực ra là anh Hoàng Đen không biết em đâu, em hâm mộ anh ý thôi, chứ anh không biết em đâu. Mua ủng hộ đây nào, ủng hộ được. Tăng lên một tạ bằng cô Tiệp chứ đấy. Bằng hiệu rượu Lê, tự phúc đề. Hiệu rượu Lô. Chào anh Trịnh Liên. Anh Trịnh Liên ơi, có thuốc giảm cân này, tăng cân này, điều hòa huyết áp này, có muốn từng này, uống vào từng này, anh có mua không? Tối y bốc tư vấn nha, cụ đồng. Ok, cậu anh Hoàng Đen đang 77kg. Nguyện vọng lên được 85 ạ. Ôi dồi ôi, thế thì thích quá. Giới thiệu cho Su
toàn đen nhá. Đấy kìa, nhận ngay trả hết. Ủng hộ em đi. Anh yêu ơi, đừng nói linh tinh. Hoàng đen để anh tư vấn cho. Gọi nhau về cùng một nhà để tư vấn chung một giường. Anh lưu mà tư vấn thì phải tắt điện. Anh Hoàng Đen là boss mà. Nói thế đang livestream rõ. Mai anh lên mua nhé. Em đã ăn gì chưa? Anh Trịnh Liên ở đâu vậy ạ? Em ơi, cô Vân cô ý lườm kìa. Có giảm được xuống còn 50 không? Có. Hoàng Đen ok luôn. Mua ủng hộ em Vân đi nào, trà sâm dứa, sâm quế nào, sâm các loại sâm nào, sâm lá, sâm cây, sâm các loại sâm là mua ủng hộ đi nào. Đây thế nào bán hàng trả các ma nào mua thế. Con lưu mở hàng đen nhú quốc thì sợ thật. Con lưu mở hàng từ nãy giờ có mấy gói, chán lắm lưu ạ. À. Nào căn cô chín cây gốm đành hành, nhất là sẽ mở hàng đâu, nhất là không mua đâu. Con lưu bán mở hàng độc vía lắm. Có sâm tươi đỏ giấy giói luôn. Like cô Căn Quan đấy nhá. Liệu về đụng chạm cho cô Căn Quan đấy. Nhà Lưu mới bán sâm tươi. Người ta Căn Quan đàng hoàng lại bảo người ta Căn Cô. Cô lại cần Căn Quan. Cô Vân Căn Quan, cô ha một tiếng này. Ha! Căn Quan mới hút được thuốc. Không, Căn Cô không hút được thuốc đâu. Căn Mẫu. Đang live stream. Tụt like rồi đấy. Có em men cực kỳ luôn. Cực kỳ men luôn, thề luôn. Giống cô Diện, người ta xinh đẹp phải giống cô Diện. Thế mà chăn rán hôm nay chuồng mòn hỏi cô chí. Thế mà đừng nhớ nhớ cười nhà cô chí. Có tim điên mà lồi biết lồi mà tú chí. Có giống cô Diện đâu. Tối nay cô Căn Quan, ta là mẫu đây. Cô là cô chín sòng sớm. Cô đánh giá chèn ngọc, cô được ngọc hoàng giảng thề xuống chân gián. Diện, từng ngày xem video cô Diện mà buồn cười lắm. Alo à? Chưa chị à? À, đang có việc thì chị ạ. Vâng. Giọng này giọng Thím Dung. À? Cô Căn nội tôn không giọng Thím Dung. Bà run mốc ấy, bà bảo hát thì đéo thích mua đâu. Hát tụt cả ướt hát chả thích mua. Cô xuống em là có ngay. Ngon ngay. Xuống em Vân là ngon ngay. Mẹ hùng rồi này. Bảo thế nào? Bảo cho xin số của thằng Tú. Không nói vào lại chim này. Cô cho Lộc xem bói trên mạng nhé. Từ đầu ra bên tới đầu ra bên kia là cô biết chuyện rồi. Ok luôn. Ngược em 103 rồi khiếp. Con này chỉ biết bao nhiêu? Dương Hùng. Em chưa nhận được hàng. Dương hàng hàng đã đi nay rồi. Đi hôm qua rồi. Chiều nay hoặc tháng 3 thì nhận được thôi. Sáng mai là nhận được. Mai là nhận được thôi. Hàng đi nay rồi. Làm một quả dưa phần 3 bà mẫu em ơi. Ok.
nước này hình phạt. Tớ sợ sinh tố của chú. Sợ sinh tố lại. Mai mua cái bơm này này này. Cái gì à? Sợ mua gì? Hàng không bán được đòi hỏi mua khác kiểu. Bán thế là còn gì nữa à? Nay tại con Lưu nó mở hàng nên không có người mua đâu chứ. Con Lưu mà không mở hàng nay thì đâu có người mua lắm. Nhà Lưu nhỉ? Cào vía, sát chồng, sát con. Đốt vía đi ngay đây nữa. Đốt vía, đến vía hôm qua đốt vía được ngay đấy. Bán được thêm mười mấy quái. Vía lành thì ở phía giữ thì đi. Nguyễn Anh thì ở phía dự thì đi Lưu nha. Lưu ơi đi đi nha. Ok con gái phải thăm bà kia giới thiệu mua hàng ủng hộ đi. Nguyễn Anh thì ở phía dự thì đi. Tớ không bán hai lạng à? Không bán hai lạng đâu, ở Long Biên ủng hộ em đi. Long Biên. Long Biên thôi, quần Long Biên. Mắt mụi trắng lắm. Già khổ lẫn lộn. Long Biên hôm qua lấy một gói. Đốt bừa. Này, ôi ôi đốt bừa cậu ăn gì ạ? Chán lắm. Con mụ Lưu lại vào chắc gọi video với bà Hoàng Đen rồi. Cháy nông bướm, cháy thế nào được. Mua ủng hộ em Vân nào, ở hàng ông hàng ủng hộ với em Vân nha. Trà sâm dứa cả nhà, trà sâm dứa quà tặng từ thiên nhiên, một người khỏe hai người vui. Em Vân bán hà hàng trà sâm dứa có tâm có đức nhất vị Bắc Bộ, không đâu có trà sâm dứa ngon bằng trà sâm dứa của em Vân. Cả nhà ủng hộ em Vân nha, mua ủng hộ nha. Em vào một TikTok và like một tí tiếp để tạo thêm đơn hàng. Riêng trà sâm dứa của em Vân ngon cực kỳ, không đâu có trà sâm dứa ngon bằng trà sâm dứa của em Vân. Không bán hai lạng đâu. Bắn cái mà mẹ mà bắn, nhắm là lên, không lên lên đâu, bị bắn. Không rên đâu, bị bắn đó. Bán không bán đâu. Mua hàng ủng hộ đây nào. Hello cả nhà. Để nắng đó. Để gần thôi. Cả nhà mua hàng ủng hộ em Vân nào. Hàng Việt Nam chất lượng cao, trà sâm dứa, trà sâm quế, trà sâm cung đình, các loại trà sâm. Mai mua ủng hộ cho em. Bình luận cho em số điện thoại nha. Số điện thoại địa chỉ nha cả nhà nha. Số điện thoại địa chỉ cặp. Con mụ này như con dở ấy. Bình luận vớ vẩn. Bà lại chửi chứ giờ. Bán hàng hay mua hàng mà lại chửi chứ giờ. Đang là vía đen vía độc đấy nhá. Từ nãy giờ bán nó có mới đơn đấy đấy. Lại chửi cho mà lại liệu. Kính thưa các lại con rời nhá. Truyền hồn báo danh giờ đấy nhá. Mua biến. Cả nhà ai yêu thương em Vân ủng hộ hàng em Vân. Cái nào trà sâm dứa, trà sâm quế, trà sâm đình, các loại trà sâm nhá. Có tác dụng này điều hòa huyết áp này. Một loại điều hòa huyết áp, một loại là tăng cân, một loại giảm cân. 120k, chỉ có 120k, pha được 20 ấm to bằng cái mã. Pha được 20 ấm có cả nhà to bằng cái mã luôn, uống nhiệt tình cả tháng, cả nhà, cả dòng họ uống một tháng. Mua ủng hộ em Vân nhá, trà sâm dứa, trà sâm quế, trà sâm cung đình. Ủng hộ con này cái nhá.
Kinh tế khó khăn năm nay Covid cô veo phải bán hàng qua mạng. Đốt vía thần. Mụ này bắt dạy thật đấy. Chị tôi bán cái gì đấy? Huyền nó bán trà. Khổ quá. Huê hậu đi bán trà. Ở nhà uống trà sâm dứa, trà sâm quế, trà sâm cung đình của em Vân mà da đẹp như da bé đây nhé, da tự nhiên nhé, trắng tự nhiên nhé, không hề bôi do chích chấu nhé, chỉ đánh mội xoăn với kể lông mày thôi nhé, da xinh như em bé luôn. Chào chị Giang thím, thím Giang. Da đẹp như da em bé, ngực Vũng Tàu đít Cà Mau. Ôi dồi ôi, cực kỳ xinh luôn, bán quần hoa không? Không bán đâu, quần hoa xịn người ta thì bán quần hoa nào. Mua ủng hộ em Vân nào. Mua ủng hộ em Vân đi nào. Cả nhà ơi, ai không mua ủng hộ thì chia sẻ bình luận cho em Vân nhé. Chia sẻ vào, bình luận vào. Công bầu một cái nè. Giá 120k. Hàng này hàng hiếm, không có đâu. Chạy vì mùa mới có cơ. Nhưng mà đến mùa hết mùa không có nữa. Ok Giang, pin yếu, cắm sạc vào đây để cắm vào đây cái chung. Cắm vào đây này. Cả nhà mua ủng hộ em Vân nào. Đang bật lại chìm pin yếu chán thật. Chưa, đang ngủ đâu, mua hàng ủng hộ đi nào. Trà sâm dứa, trà sâm quế, trà sâm cung đình, các loại trà sâm quà tặng từ thiên nhiên. Uống vào một người khỏe, hai người vui, có cả muốn tần. Cả nhà mua ủng hộ em Vân cái gì cũng có. Nhà em Vân không thiếu một mặt hàng gì. Mọi thứ đều có, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cô nào chồng bỏ chồng chê mua một gói sâm dứa, chồng mê cả đời. Cô nhà nào mà tóc gắn ngang vai, mua một gói sâm dứa thì tóc dài đến tận gót chân. Đài Loan có bán không chị Vân ơi, Đài Loan xa quá. Tác dụng của nhà em có 3 loại tác dụng. Một là trà sâm dứa dành để cho tăng cân. Một là trà sâm dành cho giảm cân. Và một là loại trà sâm dành cho điều hòa huyết áp. Cả nhà mua ủng hộ em Vân nhá. Như vậy cô em bán 120k một gói. 120k thì này rồi em nhà em làm được ra mới bán thế. Còn bình thường các nơi là bán 150-200. Cả nhà ủng hộ cho em một gói nhá. Mỗi người một gói đi, bình luận cho em số điện thoại này, địa chỉ cho em Vân nhá. Số điện thoại em Vân là ghi địa chỉ để bình luận cho em Vân nhé. Cô Vân xin em chả sinh thì ai sinh nữa, như Huê Hậu luôn này, ngực Vũng Tàu đít Cà Mau. Cực kỳ xinh luôn, ngực Vũng Tàu đít Cà Mau, chân dài mét mốt hơn người mẫu Thanh Hằng, trắng như bạch tuyết luôn, xinh cực kỳ luôn. Con này bán hàng rất có tâm có đức cả nhà. Bán hàng đứng đắn cử chỉ chân chuyên, không ăn gian nói dối, bán thật tâm thật sự. Mua hàng ủng hộ em Vân nhá. Chào bên Facebook nhá, mà chào bên TikTok nhá. Hai bên đều xem nên em Vân trả lời không được kịp cho lắm, nên cả nhà ủng hộ em Vân nhé. Trà sâm dứa, trà sâm quế. Cô nào chồng bỏ chồng chê mua một gói trà sâm dứa, chồng mê cả đời. Cô nào tóc ngắn ngang vai mua một gói sâm dứa, tóc lại dài đến trận gót chân cả nhà. Chị muốn giảm cân mà có giảm được không em? Em Vân đang 78 cân giờ còn có hơn 60 cân. Em nói thật thì không ai xinh như em, như Huê Hậu luôn. Chị cứ nhìn em đẹp thế nào ấy thì uống trà sâm dứa là nhà em vào như thế, da như da em bé luôn, khỏi chê luôn. Rồi để con ra như Huê Hậu thật. Mua hàng của em Vân đi cực kỳ luôn. Cho em số điện thoại nào. Mời chầu đang bán hàng. Mời chầu có mụ già này đang bán hàng này. Tụt cả view đấy. Mời chầu giờ là tụt view đấy. Ủng hộ em Vân đi. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Không đâu có bảng nghe cậu nói quá. Ngồi con xem mà cười từ nãy đến giờ. Khổ quá. Em bán hàng có tâm có đức thực sự. Chị một gói thử cho nào. Ok chị gái xinh gái nhất Facebook TikTok này. Chị cho em số điện thoại cái nào. Cắn cho em cắn cỏ mua hàng ủng hộ em cái. Cho em số điện thoại nào. Chị không biết tên là gì. Cho số điện thoại nào. Lấy một gói uống thử. Cho em số điện thoại là chị ơi. Hôm qua ấy em cảm ơn anh Vinh gì đấy ạ. Mua hàng hộ bận Facebook này xem nhớ có bình luận gì, nhớ có chia sẻ gì đâu. Cháu mua hết. Một trái tim có nắng ủng hộ nào. Chị duyên dáng lắm quà ý vâng ok bạn bé gì đấy ạ. Mua ủng hộ em Vân nhá. Nào mua ủng hộ đi. Bọn này xem để chia sẻ cho bà nhá. Chia sẻ mua xem vào xem không trả bình luận trả ý gì cả. Quảng cáo tăng cân dậy uống cho gói đi. Quả nào tăng cân? Ok có tăng cân. Cứ cho số điện thoại đi, bình luận số điện thoại vào. Và kết bạn Facebook đồng đền Hoàng Vân nhá, nhắn tin cho em nhá. Ai mà TikTok mà không em Vân chưa kịp chấp nhận ấy thì phải kết bạn TikTok nhá. Chỉ nhà đồng Facebook đồng đền Hoàng Vân. Khép vào không khép được. Nay bà sinh thế lúc nào chả sinh ngay với sinh con mụ này. Người ta nào như Huê Hậu ấy, ngực Vũng Tàu đít Cà Mau. Muốn giảm cân gì Vân ơi, Đức ơi giảm cân có luôn. Nhiều xiền vậy anh Vân ơi, 120k. Hàng cực kỳ ngon luôn. Làm quả chanh chua chửi nho nhỏ. Có biết chửi đâu, mẹ con mua uống thử ok lắm. Ok, đấy mẹ con mua uống thử ok rồi đấy. Hòa Bình cô
lại cô con Hòa Bình đấy, ôn người ấy mướn Hoa Bích đấy, mảng cải với mảng cải tay, mảng cải là người mướn cổ thố đấy, có thuốc tăng kg không, có Tân Đồng ạ, có Tân Đồng họ Trần ạ, mua thuốc tăng cân đi nào, ủng hộ em Vân nào, cái bạn Facebook Đồng Đền Hoàng Vân nhá, cái bạn Facebook Đồng Đền Hoàng Vân để em này. Thứ nhất là em live stream vui, niềm vui cho mọi người sau một ngày làm việc vất vả. Thứ hai là chủ yếu em bán hàng. Kinh tế dạo này khó khăn, Covid, Covid. Giảm cân thì uống cái nào? Giảm cân thì uống trà sâm quế, tăng cân thì uống trà sâm dứa. Rồi muốn điều hòa huyết áp thì uống trà cung đình. Có nhà em lại trà gì cũng có. Uống đi. Mua một gói sâm dứa như thế này, 120k. 120k một gói trà sâm dứa này, pha được 20 ấm to bằng cái mã, uống cả dòng họ luôn một ngày. Đã thấy số chứ, trả thấy số chứ đâu, các bạn Đồng Đền Hoàng Vân đi. Chui ở đây có ghim được bình luận không? TikTok cơ. Ghim được bình luận không? Không. Không được ghim bình luận. Em ở hát tay, em ở ngoài hát tay cả nhà ủng hộ chị em nhỉ. Nhung đang đèo lên TikTok phải bày sàng thời bục hai tay hai máy luôn đấy chị gái ạ. À. Ok Nhung chế luôn. Nhung chế bình luận cho em Vân nhá. Nhung chế ơi bình luận cho em Vân nhá. Quê Hà Tây này rồi. Quên sử Facebook Thăng Huy rồi. Quên sử Facebook Thăng Huy rồi. Huy nào? Có biết đâu. Cái bàn Facebook ấy nhá. Trà gì uống có người yêu luôn. Em đây. Uống trà này container dai luôn. Không phải nói phép. Uống trà của em Vân cái có container dai luôn. Mẹ dai theo không kịp. Chém không hết. Hòa Lạc Thạch Thất chào Quốc Oai quê mình. Ok anh trai, em ở Quốc Oai đây. Xuân Mai vang lức tiếng đồn cái em Vân vói vác ở khắp nơi. Bà khép cái chân vào cho tôi nhờ. Khép cái chân vào. Người ta bán hàng thì phải chào hàng. Người bán hàng thì khép vào. Mua ủng hộ đi. Mua thuốc giảm cân bao nhiêu, trái tim có nắng. Khiếp giờ là còn nắng thì đang mưa chảy thối đất này còn nắng gì. 120k mua đi. Em đang đau đầu lắm, nhìn chị phát em hết muộn phiền. Phải cực kỳ xinh, chết đêm tiếp vẫn phải vui, phải cười. Nhớ thế nhá. Con này á, không bao giờ biết con này buồn đâu. Lúc nào phải vui cười vào, nhiệt tình vào. Uống vào là phải đóng bỉm. Uống nước là phải đóng bỉm là đúng rồi. Giọng thanh, giọng ngọt thế này, ối người thương có ai đâu. Em mới được có em số cao số đấy, 8 chồng chết cả 8 rồi, không có mặt ai theo. Nay mặc áo đen là chị có xe đen đây, xinh không? Có xe đen này. À, không phải để cái này cho nó hấp dẫn nhỉ. Nay mặc áo đen có xe đen đây. Hấp dẫn chưa? Ôi ôi, thuê người bán hàng đây nằm ngủ mẹ mất rồi. Bán hàng thế à? Dậy. Bán hàng nó ngủ trồng thây trồng xác cái chó nó mua. Nam lên để chốt đơn. Bà làm tôi cười đau cả ruột. TikTok xinh hơn chị Vân ơi, TikTok xinh hơn. TikTok bên kia nó lại ấy hơn, bên này nó hơi xấu nhỉ. Bán áo hoa không, không bán đâu. Ai sâm dứa đi. Ai cho sâm dứa nào. Mua hàng ủng hộ em nào. Cắn rơm cắn cỏ để ủng hộ cái nào. Cả nhà vào xem ủng hộ cái nào. Mua hàng thì ủng hộ cho em là kết bạn Facebook Đồng Đền Hoàng Vân em Vân nhá. Để mua hàng em Vân nhá. Để hàng ngày em Vân live stream nhá. Chị Vân không có lông nách, kiêng riêng con này lông lá nhiệt tình luôn. Hơn Amazon. Lông lá nhiệt tình luôn. Đây là thuê các cháu mất 40 rổ cả buổi tối giờ mới được để live stream lại. Nghe em nói thế này cảm giác rất gần gũi với quê hương mình. Cảm ơn em nhiều. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Giọng của giống đầu hát trời thời thím. Em ở Quốc Oai Hà Nội. Em ở Quốc Oai Hà Nội. Cha chị về cầu vận gái ơi. Cha sâm dứa gái xinh ạ. Cha sâm dứa quà tặng từ thiên nhiên. Một người khỏe hai người vui. Cô nào chồng bỏ chồng che. Mua một gói sâm dứa của nhà em Vân thì chồng mê cả đời. Cô nào tóc ngắn ngang vai. Mua một gói sâm dứa của nhà em Vân tóc dài đến tận gót chân. Cô nào có cô má đỏ hồng hồng răng trắng rưng rức mà chồng chẳng yêu. Cô thì mặt nhọ như niêu. Mua một gói sâm dứa chồng yêu cả đời. Cực kỳ ngon luôn cả nhà. Pha một gói mà thơm lừng cả xóm. Uống mát lòng hà dạ. Uống vào gọi là ngon cực kỳ. Em không tả nổi đâu thật sự luôn. Em bán hàng có tâm có đức lắm. Mỗi ngày em bán hàng vài trăm đơn cơ chứ không phải ít đâu. Làng xấu gần Quốc Oai. Ok anh làng xấu đẹp trai. Phúc Thọ chào cô Quốc Oai nhé. Em cảm ơn anh Huy nhá.
Hôm nay cô Vân sinh thế, lúc nào cũng sinh, không thể nay, lúc nào cũng sinh. Riêng người này á, gọi là huê hậu gọi bằng chị, chân dài mét mốt cả hơn người mẫu Thanh Hằng, thề. Chân dài mét mốt, trắng tự nhiên, trắng từ trong trứng, trắng ra, trắng từ ngã 7, ngã 3, trắng về với cả nhà. Ủng hộ em Vân nhá. Uống làm sao cho hàng thấm, xóm nó thèm. Riêng uống này nhà em Vân vào nhé, mê ly luôn. Nếu mà riêng cái này, riêng bọn em sang pha nhớt vỏ iPhone phần mềm Android như thế này nhé, dai theo cực kỳ luôn. Container dai luôn, uống đi, uống thử mà xem, container dai luôn, cực kỳ lắm dai. Em gần sĩ quan lục quân Xuân Mai chị bím to kéo vào. Ôi dồi, trái tim còn nắng, ủng hộ đi, mua ủng hộ đi. Cô xinh quá, cảm ơn anh Pháp Đức nhá. Cô Quai tôi tí làm dâu cô Quai. Ôi dồi, riêng làm dâu cô Quai thì quá ngon luôn. Gái cô Quai làm dâu cô Quai thì cực kỳ luôn, nước ngọt. À, em chào chị. Chị với đúng nhá, không hề anh nhá, không được anh nhá. Con này chị nhá, chị với sinh nhá, không anh đâu. Con này căn cô phải gọi bằng chị nhá. Mua hàng ủng hộ em Vân, cái nào ủng hộ em Vân nào. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng em Vân, hàng chát, hàng chua, hàng cay, hàng đắng, ai mua thì vào. Hàng em chẳng đắng là bao đắng cay ngoài lưỡi nhưng ngọt ngào trong tâm cả nhà. Mua hàng ủng hộ em Vân nhá. 48 con xem mà không con nào mua hàng. Chán thật, ám quẩy thật, bán lan lại ủng hộ đi. Ông với nắng ơi, ông anh hiểu à, Pính hôm nào lên em Vân chơi hay. Hôm nào lên Vân ổng nha. Cô ở Việt Yên, em ở Yên Thái. Anh Vân đây. Ủng hộ em Vân đi, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua hàng hộ Vân nha. Vân nói, ôi chị Đạt ơi, mua hàng ủng hộ cho em đi chị ơi, chị ơi. Ủng hộ đi nào. Anh Hiếu ủng hộ em Vân đi. Anh Hiếu nọ cưới em mời thì không mời đến nơi đến chốn, không biết đường mà vào. Con gái bắn thuốc lào, con gái phải bắn thuốc lào nhá. Ở đây cả làng hút thuốc lào luôn nhá. Hụt khoản giỏi lắm. Chắc hụt khoản lả thì hụt khoản láo đấy. Muốn mua cô luôn thì phải mua thế nào. Riêng em cho không luôn, em yếu không luôn. Từ 8 năm nay lấy thằng nào chết thằng ý rồi. Tới 8 đời chồng đều chết hết rồi, cho nên là cung tiến luôn, không cần phải mua. Hút cái này vừa đẹp trai lại vừa bổ phổi, đúng rồi ạ. Tôi đang buồn, bên này không ai mua đâu. Tấu lại cô trà gì đó, hút điếu này. Cả nhà mua ủng hộ em đi, trà xâm dứa. Trà xâm dứa quà tặng từ thiên nhiên. Riêng chỉ cả nhà em Vân mới có mà sắp hết mùa rồi, hết rồi. Trà xâm dứa uống vào mát lòng hả dạ. Đi đâu lời nắng về mà uống một cốc trà xâm dứa vào thì thôi rồi. Đẹp như huê hậu, da trắng như trứng gà bóc. Tóc đen như gỗ mun. Môi đỏ như son luôn. Chị chết rồi, đốt cho chị mày gói. Em ơi, riêng chị Đạt chết em phải đốt cho 4 thằng là hình nhân BD. Đạt ạ. Anh Vân mới đúng chứ. Ừ anh Vân, cô mua bộ tóc ở đâu mà đẹp thế? Bộ tóc này toàn người cung tiến thôi, xinh lắm. Không phải sờ ngoài đời nhé. Chứng minh luôn nhé. Chứng minh gia đình hạnh phúc, hoàn thành chứng minh gia đình hạnh phúc nhé. Da đây nhé, trắng như da em bé nhé. Ước gì gặp em Vân ngoài đời để sờ một cái nhé. Da trắng như em bé luôn nhé, không hề. Chân dài mét mốt hơn người mẫu Thanh Hằng. Trắng tự nhiên, trắng bỏng, trắng beo luôn. Cực kỳ xinh luôn. Trắng tự nhiên luôn. Nóng quá. Không bay được đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, năm nay ngoài 30 rồi. Chị giết tròn thế, đúng chất lào thủ. Em mỗi ngày một gói cơ, mỗi ngày một lạng cơ. Chị mua hàng ủng hộ em Vân đi nào. Mua ủng hộ cái cắn dâm cắn cỏ, mua ủng hộ cái nào. Mua hàng ủng hộ em Vân đi cả nhà ơi. Uống vào để một người khỏe, hai người vui. Này em Vân bán cả muốn tần nhé, từng tần tưng luôn. Uống vào uống muốn từng nha, Văn từng từng tương luôn. Uống cả muốn bán, các kiểu loại bán luôn. Chip cho em chửa Nguyễn Hoàng Nam, chip chửa nhỉ.
Bán gì đấy? Em chào cô, hôm nay nhìn cô đẹp thế. Cực kỳ đẹp luôn. Cảm ơn gái rất là nhiều. Gái xinh vô hàng hộ chị nào. À, chị có ship Sài Gòn không? Có Sài Gòn vẫn ship mà. Bảo Nam đã gửi 7 gói rồi. Ok, 7 gói rồi. À, Nguyễn Tài, em vẫn ship Sài Gòn thường xuyên. Cứ đưa cho anh Hưng 3 gói bảo không rồi. Phải 6 áo mà. Không phải 6 áo, điếc quá. Điếc lắm, chả nghe rõ. Khóc Covid đi em khóc gì. Ok, khóc Covid phải mua hàng, em không mua hàng em lại chửi đấy nhá. Bán gì đấy? Em bán trà sâm dứa. Em ở Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội. Trà sâm dứa, trà sâm quế, các loại trà sâm. Trà sâm dứa thì dành cho người muốn giảm cân. À, tăng cân. Trà sâm quế dành cho người muốn giảm cân. Trà sâm cung đình thì dành cho những người để điều hòa huyết áp, thanh lọc cơ thể, chống mỡ máu. Đấy. Riêng hàng của em Vân ngon cực kỳ luôn, cả nhà ủng hộ em Vân nhá. Hàng em Vân cực kỳ ngon luôn. Em bán hàng có tâm có đức nhất Vịnh Bắc Bộ này, không ai bán bằng đâu. Anh bảo là Hưng rồi, bà lấy 3 gói. Bán hàng thì cần có ca nhạc, cái này thì cứ thôi rồi. Mua ủng hộ em Vân đi, cả nhà ơi, ủng hộ em Vân đi nào. Gần 100 người xem mà chả ủng hộ em Vân gói nào, từ nãy giờ khổ sở đây. Ủng hộ có 120k một gói, bớt một ngày đi, một bữa ăn sáng thì các mẹ qua ăn bát bún bánh phở mấy chục nghìn một gói, một bát đi, ủng hộ em Vân pha được cả dòng họ uống cả một tháng luôn. Muội đây này. Muội. Có, em có xem chỉ có sáng mai em ở nhà thôi. Sáng mai ở nhà cả nhà. Giang nó mua ủng hộ đây. Toàn gái xinh này mà chả ủng hộ. Toàn bà gái xinh bà xem chả ủng hộ tí nào. Mẹ người ta cùng cảnh chị em xinh gái với nhau ủng hộ với nào. Mua 3 gói nhà cậu với Đông Khanh. Uống vài bữa hết. Mua 3 gói sâm dứa về để rắc áo quan à. Bố tổ con mụ này dò à. Người ta mua hàng về để uống mà mua để rắc áo quan. Ông nội bà ngoại chết rồi mà rắc áo quan. Bảo thầy Thái Minh mua đi. Chào dì Phúc Hưng nhá, dì Phúc Hưng ơi ủng hộ chị chưa? Bảo thầy Thái Minh mua đi, thầy chùa đấy. Thầy mua 10... Thái Minh nào? Thầy mua 10 gói. Thầy chùa hay mua 10 gói lắm. Đâu thầy Thái Minh đâu? Vừa mới xem đấy. Mỗi Facebook của vợ rồi. Mấy đứa thế sao là mấy đứa chả hiểu gì. Em ở Xuân Mai. Xuân Mai đang lớp tiếng đồn ở Quốc Ai ấy. Gọi cô cứ đến Xuân Mai gần hơn thì gọi cho cô Vân Anh biết. Bán sâm dứa gì ơi, sâm dứa, sâm quế chi hoa hồi thuốc từng tưng gì, mua từng tưng không? Hay là mua trà sâm dứa ủng hộ chị đi. Ủng hộ đi một cái đi xem nào. Mua ủng hộ một gói đi xem nào, từ nãy giờ bán hàng đang ế thì mở hàng lại đi. Em bán trà sâm dứa đây, trà sâm dứa, trà sâm quế. Trà sâm dứa thì dành cho những người là muốn tăng cân, trà sâm quế dành cho những người giảm cân. Còn trà cung đình thì dành cho những người để điều hòa huyết áp. Cả nhà ai yêu thương, đẹp da, nhu hay hậu luôn, cả nhà ai yêu thương. Bao nhiêu thế má ơi, 120k một gói gái ạ, gái xinh ạ. 120k, chị bán 150, chị bán cho gái 120 nhé, nói bé không cả nhà Facebook biết nhá. Bán có tâm có đức nhá, nói bé thôi. Tạo kiểu đi em đi tạo kiểu thế nào ạ? Mua hàng ủng hộ em đi cả nhà ơi. Em cắn rơm cắn cỏ mua hàng ủng hộ em cái từ nãy giờ vào xem chả có mụ nào mua. Cả nhà ai yêu thương các bạn Facebook Đồng Đền Hoàng Vân của em nhá. Facebook Đồng Đền Hoàng Vân. Em Facebook của em chính là Đồng Đền Hoàng Vân. Có rất nhiều Facebook giả mà chỉ có một Facebook chính cả nhà nhé. Một Facebook chính của em Vân thôi. Hôm nọ có một con nó bán Facebook của em mất 30 triệu. Em lên chửi tế sống cho mấy ngày. Cả nhà có mua ủng hộ em Vân đi. Một người khỏe, hai người vui, đứng đắn cử chỉ chân chuyên. Mua hàng ủng hộ em Vân đi. Hàng em Vân, hàng Việt Nam chất lượng cao. Ủng hộ em Vân nào. Duyên quá, cảm ơn chị. Tưởng cô Vân năm nay bán hữu duyên không? Thái An mua cho mẹ được không chị? Mua đi, mua ủng hộ đi, mua ủng hộ cho em cái nào. Mấy khi từ nãy em giờ chạm Đồng Đền. Em chào anh Đặng Huấn ạ. Ủng hộ em Vân đi nào, ủng hộ em Vân nào. Chẳng mấy khi khách quý đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người sơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui hợ lòng.
khách đến đi đến chơi ở nhà là chơi ở nhà đỗ than đi dầu mà quạt đi nước mây pha trà mời người sơi là chén có hoa trà này quý vậy quý vậy đôi người ơi. Trà hồng sâm gì sáng ơi, gì sáng ơi, trà hồng sâm gì Phúc Hưng ơi, trà hồng sâm của em Vân cả nhà. Mấy con mụ kia nhá, không xem bói gọi hồn qua mạng, cả mấy con mụ già nhá, không xem bói gọi hồn. Trà hồng sâm này, trà sâm quế, trà sâm dứa, quà tặng thử thiên nhiên, có các loại trà. Có các kiểu loại trà cả nhà nhé, đừng bạo lai em gái ơi, gái sư, à chị, à, thời sư ơi, đấy lại nhịu khổ thông cảm cho con nhé, nói nhịu nhé. Sám hối mẫu, sám hối Phật. Chia sẻ cho em Vân nhé. Có là các kiểu loại trà, trà mà để dành cho mát da, đẹp da các kiểu thì là trà cung đình, còn trà giảm cân thì là trà sâm quế, trà tăng cân thì là trà sâm dứa. Mai mặc kiểu áo nó hở, bán hàng cho đắt. Em mai mặc áo hở, mai mặc slip cốc xe không thôi. Chào cô, chị không thấy em à, có thấy bom ơi. Có thể không kịp là trả lời, mấy máy có, 4 máy live stream có không kịp trả lời. Có một người chuyên chốt đơn. Cục kỳ sinh luôn, mua hàng ủng hộ đi gái ơi. Bán người không để mua, người em cung tiến luôn đây này. Bán hàng có duyên mà lại sinh thế mà chưa ai chốt được đơn nào. Bên này thì chốt nhiều lắm rồi, bên ý thì chưa chốt được. Cho nên anh phải mở hàng xem đầu tiên anh Trung Đông ạ. À. Trung Đông phải mở hàng cho gái, cho gái Vân một gói đầu tiên đây. Ủng hộ đi. Hàng em Vân hàng chát, hàng chua, hàng cay, hàng đắng, ai mua thì vào hàng em chẳng đắng là bao đắng cay ngoài lưỡi ngọt ngào trong tâm. Con xin thưa là thầy sự thầy chùa là phải ủng hộ con vài gói đi. Con bán các kiểu lại trà sâm này á, cực kỳ luôn. Cô nào tóc ngắn ngang vai mua một gói trà sâm dứa tóc dài đến tận gót chân. Cô nào chồng bỏ chồng chê uống một gói trà sâm dứa chồng mê cả đời cả nhà. Chán thế không dép cho em chán quá, dép vào đâu không biết rồi. Chỉ hết mụn, hết gan không có, trà sâm cung đình, uống hết mụn, hết gan luôn. Mát gan, mát thận, giải độc, tráng gương, tăng cường sinh lực, cực kỳ luôn. Đây là trà sâm này, có tác dụng là điều hòa huyết áp, giải độc, hóa chống oxy giá, oxy hóa, đấy, nhịu rồi. Tốt cho giấc ngủ để điều hòa huyết áp, cả nhà nhá. Cả nhà mua ủng hộ em Vân thì nào, không mua chia sẻ cho cái, thân nào cũng chả có nào mua. Mà con mụ toàn xinh gái, chán lắm. Ôi chị Khánh ơi, à, em thương chị nhất trên là đời. Công to việc nhân chị thời có em. Ôi chị Khánh ơi, hôm qua nằm phản gỗ lim, hôm nay chị đã trống chim lên là rơi. Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay chị đã bỏ nhà thẻo à dai à là ơi à ơi à ơi à là ơi là ơi ơi chị Khánh ơi. Bao nhiêu tiền gói để dùng như nào? Pha một nhúm như hạn nước chè, pha vào một cái ca to 3 lít 2 lít được. Và một ca to một nhúm như nước chè, một gói này pha được 15-20 ấm. Pha rẻ được 20, pha bình thường thì mua được pha được 15 ấm 120k. Đấy 120k cả nhà mua ủng hộ em nhá. Thầy Saka Minh Thái mua ủng hộ đi. Uống tóc dài hiểu, thầy cũng mua uống tóc dài con bán cái cả lược. Uống tóc dài như đẹp xinh như con bán cái cả lược. Mua ủng hộ đi, mua bảo mua là phải bình luận số điện thoại. Con nhện răng mùng thế nào? Con nhện răng mùng đầu tiên là thế nào nhỉ? Để hát con nhện răng mùng. Chết cười với cậu thôi, bán hàng duyên quá trời. Cảm ơn chị mua ủng hộ em đi. Chốt một gói làm thế nào để mua? Các bạn Facebook em Vân đi, Đồng Đền Hoàng Vân đi, hay là bình luận số điện thoại lên đây cũng được. Thôi uống vào tắc dài cho vui. Lại cùng cảnh đồng cô chúng con mệt lắm. Xăng pha nhớt bảo thì iPhone phần mềm thì Android. Chị ơi, ok bảo La Liên Châu ơi. Chốt một gói làm thế nào để mua? Nào cả nhà ai mua hàng kết bạn Facebook Đồng Đền Hoàng Vân em nào. Đêm năm canh ok. Đêm năm canh à, linh tỉnh tan là tôi luôn chịu ở đôi ba người ơi ơi lá hồi. Đêm năm canh à, linh tỉnh tan là tôi luôn chịu ở đôi a dạ này cả năm quan họ chờ ra
quan họ nghĩ chúng em già về. Quên mất, chốt cho một gói để làm thế nào để mua. Chào thím, chào chị Hương Nam. Chào anh Hân Huy Tự. Người về con nhện nó mới răng ok, nhưng mà đặt ý định ngâm này. Người về không thuộc đâu. Cái bạn Facebook Đồng Đền Hoàng Vân em đi cả nhà ơi. Ai yêu thương em Vân vào mua hàng ủng hộ em Vân nào. Mời quét son thế nào mà đỏ quanh mỏ lê quét cả xung quanh thế kia. Cô quét son thế nhưng mà lại do là hút thuốc lào, nó mới tuề loét ra như hoa la kèn ấy. Trà anh em bán Vân, em Vân bán trà sâm dứa, trà sâm quế, trà sâm cung đình. Dành cho trà sâm dứa thì dành để tăng cân, trà sâm quế dành để giảm cân, trà sâm cung đình để trị mụn này, điều hòa huyết áp này, để chống oxy hóa, quên ung thư đấy. Giới thiệu nhầm, mai đào mà tổ lên cái nút. Ủng hộ đi gái, ủng hộ em cái cho nãy giờ trả chốt được bên nào. Chắc bên nòi trường mướng nó có mặt trường mướng nó bên bên nòi đấy. Em đây rồi, Giang Anh ấy, ủng hộ đi. Ủng hộ cho số điện thoại nào. Cô với ai trả tí nhân bố con kia. Em tao mà cứ như mẹ tao. Cô chống Covid, có chống Covid không? Có chống được Covid. Áo ngực đen thì phải, ui dồi ôi, đúng anh Đạo Phi, áo ngực đen đây anh ạ. Em cực kỳ xinh luôn. Chốt cho em gói giải độc gan, trị mụn, ok, trả xâm cung đình. Giang Anh cho số điện thoại, địa chỉ luôn đi Giang Anh xinh gái ơi. Ôi dồi này xinh nhất Facebook này luôn, thề luôn. Như Huê Hậu luôn, hơn cả em Vân. Em Vân là thứ hai thì chị Giang là thứ một. Là nhanh lên. Công thức pha ra sao ạ? Thầy Minh Thái ơi, thầy cứ pha như nước chè ấy, hạn như nước chè ấy. Một nhúng thôi, thầy phải ủng hộ con đi. Con cực kỳ quý mến thầy luôn, nhưng mà sợ không dám nhắn tin. Sợ lại làm phiền thầy bận đến công việc Phật sự. Thầy pha một nhúng thôi, pha vào ấm nước to như nước hạn nước chè ấy. Một gói này nhà con, một gói này nhà con pha được 20 ấm. 15-20 ấm. Ok, khai trương hai gói. Giang Anh này, Giang Anh em hơi 21 tuổi, đừng gọi em là chị ngại chết đi được. Ôi giời ơi, mua ủng hộ đi. Giang Anh ơi, 0837 Giang Anh này. 0837 371 371 094 Sâm Cung Đình. Ôi giời ơi, từ nãy anh chờ nghe này, cảm hứng lên hừng hực. Thật bán cả gói mà hơi hừng hực cả nhà. Ủng hộ em nhá, ủng hộ em Vân nhá. Mà nhắn tin cho thầy mà chửa mời lại bắt đền thầy thì chết. Này chị em ơi, người đâu đến ở chùa này. Cổ kiều ba ngấn lông mày nếp ngang. Đấy thầy tiểu ơi, đến ở mấy chùa thế mà chùa này. Có mấy loại trà thì cậu có ba loại. Chị anh Trung Đông ạ, trà sâm quế, trà sâm dứa, trà sâm cung đình. Ba loại trà sâm của em Vân cực kỳ ngon luôn. Chị em ơi, người đâu đến tu chùa mà cứ đẹp như sao băng thế nhỉ? Ai lại khen tiểu đẹp thế à cô Màu ơi? Đẹp thì người ta khen, chứ sao? Thầy chùa như dai hạt ạc đấy, nhầm. Nhầm khổ quá. Thổ là cái bệnh là cứ thấy dai là tớn lên với Khánh ạ. À. Cho con hai túi sâm dứa nhé. Ok, Trung Đông kết bạn Facebook đi. Cho số điện thoại luôn cũng được. Số điện thoại luôn được. Uống mát quá có tăng cân không chị? Không. Để tăng cân thì nói chuyện là bán trà giảm cân này, cần tăng cân. Riêng con năm người con này như thế nào thì lại uống hàng vào như thế nhá. Đây nhá. Đây là đứng nghiêm cho nghe xem nhá. Đây là chưa vén đùi lên đâu nhá. Này, khúc nào ra khúc ý luôn. Mẹ chân hơn người mẫu Thanh Hằng luôn. Dài mét mốt. Thầy đặt rồi, ok. Kìa thầy đặt rồi, ok. Thầy cho số điện thoại với địa chỉ thầy nhé. Vâng. Ôi mẹ mua rồi Trung ạ. Trung Đông là con mẹ hiền, chỉ hiền thịt cho mình. Mẹ mua rồi con. Con tưởng ai khổ thấy cháu đẹp trai thầy cậu cứ sám. Khổ quá cháu nó xem từ cậu là tưởng trai nào cứ sám vào khổ. Ôi dồi ôi, con yêu thầy Minh Thái nhất Facebook hôm nay luôn. Hôm nào có dịp thầy mời chúng con về chơi đi, con quậy chùa một buổi. Sao không mang cô Su ra bảo là giảm cân.
Nói thế lại động đến lòng tự ái của em. Em cho uống nhầm thuốc tăng cân lên mẹ 16 cân chị ạ. Con mua vào đơn vị à? Ok, con mua vào đơn vị. Rồi ok, tôi cậu gửi cho nhá. Tặng mấy con bom hàng vài bài ca đi. Ok. Hôm nọ có mấy con bom hàng. Chị Hiền thịt 2 gói. Trung ơi, mua lại nào, sâm quế, sâm dứa hay sâm cung đình? Sâm quế giảm cân, sâm dứa. Mua về thầy chùa này, thầy chùa nào, thầy chùa nào. 0961 0961 443 443 399 399 Chùa An Phúc. Chùa An Phúc. Thôn Nam Tiến. An Phúc. Thôn Nam Tiến. Xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Sâm cung đình nha. Đông Hưng, Thái Bình. Ok, Trung nhà Hiền Thịt hai gói sâm dứa. Nhà Hiền Thịt là chị Hiền Thịt là hai gói sâm dứa. Thầy ơi, tối con nhảy máy cả đây thầy cả đêm nhá. Thầy ơi, một ngon ủng hộ con tiếp nhá thầy nhá. Cậu ơi bán muộn thế chị ơi, chị Hiền ơi. Trung lại đang xem, đang bảo là cậu bán chai gói để mang vào cơ quan đây này. Cậu Vân này lại khen thầy chùa như sao Hàn Quốc chết mất khổ nhầm. Chị Hiền ạ, Trung lại đang bảo là cậu để cho con hai gói để mang vào cơ quan đây. Ở bên TikTok ấy, live bên TikTok ấy. Đơn vị. Một đội chỉ gọi là đơn vị. Quên nhầm. Làm nhà nước cũng gọi là cơ quan. Khổ quá, cứ thấy thầy chùa là đẹp dai, khổ. Cái bệnh thế cứ thấy dai đẹp cứ tớn lên khổ. Mình gái quê này, chưa bao giờ nhìn thấy dai bao giờ. Nháy đập cho tay đập. Con được cái là không nháy ai bao giờ đâu, có đến sáng. Thầy ạ, thầy chuẩn bị tắt nguồn nhá. Ôi dồi ôi, người ta bán hàng, anh Tòng ơi, anh Tòng đẹp dai, bán hàng, anh hỏi em là có ngon không, quá ngon luôn chị ạ. Cháu cậu mua biếu, ok, là tưởng ai, là có khen dai đẹp, khổ quá, đó là cháu mình. Chào anh Vân đẹp trai, ok, chào gái xinh nhá. Thầy ơi, thầy cứ yên tâm, tối nay thì thầy cứ nhiệt tình đi. Hay là thầy có mua từng tưng tưng không con bán? Nhà con bán cả muốn tần, từng tưng tưng. Chị em ơi, tôi muốn cho một tháng đôi rằm. Trước là lễ Phật, sau à sau gì su nằm với sư, sau làm với sư. Thầy thông cảm cho con bận, cho con đồng cô mệt lắm đấy. Cậu những đứa bán hàng kém chất lượng, một bài đi câu làm nứa bom hàng rồi. Cậu cho những đứa bài bán hàng kém chất lượng, một bài đi cậu làm nứa bom hàng rồi bán chất lượng ạ. Ôi rồi rồi, mai nhá, mai có ngay. Ừ, nếu hợp thì lấy tiếp. Vâng ạ, cha bố mụ. Ôi thôi, tuột lột ạ. À. Nào cậu đấy. Kệ nó để đây. Nó tuột. Mắc con là ấy thế này. Thầy á, thấy thầy nhập ra cái con tụt hoa tai đấy. Hôm trước cháu về uống khen ngon, cậu bảo ok. Hôm nay lại lấy vào cơ quan mà. Cũng vào đơn vị. Hôm nào có dịp con về Thái Bình, thầy phải hân hoan chào đón chúng con nhá. Xong lại bà hay là thầy lại bảo là tiếp gì cái bọn đồng cô ấy, tiếp gì mấy cái con dở ấy. À nhầm, sao mà nhầm, xinh gái thì đẹp trai gì. Thầy lại bảo là tiếp làm gì mấy cái con dở ấy. Thầy như táo dụng sân đình, em như gái dở đi rình của chúa đấy thầy tiểu ơi. Vơi giày ngựa xe. Con được cái hiền lành, chất phát, đạo đức. Hôm nào thầy có dịp thì ghé con chơi nhá. Con tiếp đón đồng nhiệt thầy, mà đi qua thác bờ và đi qua cổng nhà con đấy. Đi thác bờ và qua cổng nhà con đấy. Con chụp được con giải đinh đấy. Thầy không vào cho con giải đinh đấy. Đi thác bờ là phải qua cổng nhà con đấy.
lần sau độn vú vào. Vú to như cái má này mới chưa độn à, con mụ Khánh kia. Này, chị Khánh ấy, chị cứ ra ngoài đời em cầm em vụt cho chị tơi bời. Cầm lên vụt được nhá. Chị mà ngồi lên lưng em vắt được lên vai cho chị bú. Hôm nào về hầu thì thỉnh cô về cổ vũ. Ôi trời ơi, con mê ly luôn, chỉ sợ thời không mời. Này, con ước mơ lắm đấy nhá thầy ạ. Con ước mơ lắm, chỉ sợ thầy không mời thôi. Cô vân ve cả sư, lại con này đừng đắn kìa chị, không chân chuyên nhá. Lại con này đừng đắn lắm, ăn chay liệm Phật tu tâm thích đức nhá. Không ve vẩn gì. Thầy cho người ta quý nhau như thế, con mụ này như dở ấy. Anh con Nguyễn Thiện là bạn hơn kém đấy. Thầy Hầu thì cứ ới con xa xa này để con đi ngay. Sợ sợ thầy ới gần quá thì con bận thôi. Này live stream một TikTok á, ấy hơn, à gì nhỉ, độ thông minh hơn này. Có view là chủ yếu. Đại diện cho thần thánh, lạy Chúa đã ban cho chúng con và nhiều điều vô cùng. Amen. Thầy thích con trèo đò bản nhá. Con trèo đò bản nhá. Chim khôn đậu nắp trùng bò, sau đây điệu hò cô Vân bắt đầu. Hôm nọ con đi thâu địa tận ngoài chùa gì nhỉ? Của thầy Tân Hải nhỉ? Chùa Tân Hải đấy, thâu địa ngoài Ý đấy. Thâu địa mất 3 ngày, thầy nhờ thâu địa 3 ngày. Con thâu địa cho thầy để thầy mở thâu các kiểu bản. Trèo đò nhá cả nhà nhá. Tôi đây tên gọi Sài Công, Đức Phật ban cho tôi một chiếc thuyền rồng. Đêm cùng ngày tôi cắm sào đợi khách, khách tiên nhân tang ta. Nay liếc lên chùa lễ Phật nghe kinh, để được tắm nước trường sinh cho thiên niên vạn đại. Khơi trình ông phủ ấy mấy đông đủ ở đây, bến đò này là bến đò chở phúc, hồn này về Tây Trúc xài cùng chở cho. Bước dân xuống đò thì tiền phải trả Di Đà Phật. Thầy đừng bạo lai lắc mạng thầy ơi, đang hát thì bạo lai, thầy có mờ đi. Lắc mạng con không hát được đâu. Đấy, vẫn bạo lai thì nào a là chu lai a ngang mà đò ngang lai, thuyền là thuyền cho chắc a để sáng mới đón nà hồn chú trở về cho đến mà triển nà môn, mở đường lưỡng thiện cho hồn mà tiêu sinh. Quản nạ bao lên thác mới xuống ngà gành, cống lệnh chủ lai để dành biết nạ bao, muốn nạ cho em mà mới sông ngà đào, lại thuyền cho chắc cắm sào mà cho nghiêm. Đó này hết bao mấy nhiêu tiền, một quán là quán hai quý, sai liền là sai liền chờ cho. Đây là quên bốn mất lâu không trèo, mãi không có người chết quên không trèo. Quên mất rồi thầy ạ. Hôm nào thầy xuống con trèo riêng thầy nghe nhá. Hôm nào thầy mời nhá, thầy Hầu thầy mời nhá. Cả nhà con xuống, vợ chồng thì con xuống. Thái Bình là đất ăn chơi, con xuống ngay. Chỉ sợ là về không có cửa thôi. Cậu ơi uống trà sâm dứa thơm ngon quá. Ok chị Thảo ngộ em rồi ạ. Vâng ạ. Thập ăn đi em Vân ơi. Thập ăn đi anh em Vân ơi. Tạm mở cho các sư nghe, con cảm ơn ạ. Các thầy cũng khen con nhiều lắm, nhưng mà con ngại lắm cơ. Tạm thầy khen khổ. Kha 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 kha. Mà Khánh thích gì kha kha gì. Nào thầy thích con ca riêng một bản cho con gửi cho thầy.
Khi nào cậu xuống Bắc Linh chơi đi. Bắc Linh em đi suốt mà. Có anh bạn ở Bắc Linh. Bắc Linh nổi tiếng với quan họ. Em Vân cũng ra đời với quan họ đấy. Xấu nhỉ. Ngày xưa cô Su học ở Thái Bình mà thiếu gì chỗ tiếp. Thời Minh Thái. Nói em chẳng biết thầy đâu. Khiếp thế à? Thật mà, em không biết thầy đâu. Còn em ở đâu mà chẳng được. Chị ở gần cột đồng hồ ạ, à? Em ở cũng ở Bắc Linh gần cột đồng hồ ạ. À? Vâng ạ, hôm nào có dịp nha. Gần chùa gọi bằng Bụt bằng Anh, thấy Bụt hiền lành này vê vẩn vạn cả sư có nụ khánh thì vỡ vẩn. Gần chùa gọi Bụt bằng Anh, thấy sư hiền lành thì vê vẩn cả sư nó được yêu thế chị. Chào Lý Linh thì Thanh Huyền, mạng hơi kém chị ạ. À? Mệt quá, ốm quá, ở nhà bán hàng trà được bao nhiêu. Ôi ôi, anh ủng hộ em cái nào, ủng hộ em trà nào cả nhà ơi. Ủng hộ em trà sâm dứa, sâm quế, các loại trà đi nào. Ủng hộ em bần cái nào, có buồn ngủ quá rồi. Bán hàng trà được là bao nhiêu, khổ có vất vả lần đần chân chuyên quá. Mua hàng ủng hộ em bần đi nào. Con Khánh toàn láo nháo không thể. Con Khánh chuyên gia láo nháo đấy. Khánh là chị gái con à, chị dâu con đấy. Lấy anh trai con thì cao số. Và Khánh mà cao số anh trai con chết rồi. Và Khánh cao số lắm. Lấy 8 chồng chết cả 8 cao số lắm. Cổ tay... cổ tay là bến rằng là tình rằng vừa trắng qua hời là hời cái a à, ok. Ôi dồi ôi duyên dáng qua ok. Em cảm ơn anh ôi dồi ôi idol đây, idol TikTok đây. Anh Yên tự an yên tự tại ô khủng. Anh Yên idol TikTok đây. Phúc Hưng. Đấy. Hôm nay người không đủ hàng đâu. Mai lại lấy hàng. Bán nhiều quá mệt quá nhỉ. Bán hàng nhiều quá đắt khách cho mệt quá. Không phải đâu, vừa làm mẹ. Dạ con đang di đà Phật là em liệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi em không bán nữa nhá. Hôm nào đi xuân mai thì mang cho chị đưa cho cháu. Ok chị nhá. Con Vân muốn sống ngay chết. Ôi dồi ôi cô duyên dáng quá lắm. Thôi em cảm ơn anh đẹp trai rất là nhiều. Idol TikTok tiền tung như mưa đây ạ. Hâm mộ lắm cơ ạ. Dài đẹp ạ. Chốt hàng đi, chốt hàng đi để mai người ta còn lấy. Ừ, chốt nhá. Chốt thôi, giờ chỉ like vui thôi. Like vui một tí câu view thôi. Ai kết bạn Facebook em đồng đền Hoàng Vân nhá. Cả nhà kết bạn Facebook em Vân đồng đền Hoàng Vân nhá. Cả nhà nhá, kết bạn Facebook em Vân nhá. Đồng đền Hoàng Vân. Có bọn nổi tiếng Vân nhỉ, nổi tiếng lắm ạ. Có đẹp quá, chào cảm ơn Giang Linh ạ. Con là người công giáo, chào thầy, em chào bạn rất là nhiều ạ. Chào anh Nguyễn Tú bên này này. Các bạn em Vân đồng đền Hoàng Vân, Facebook em Vân là đồng đền Hoàng Vân cả nhà nhé. Nhớ chia sẻ em Vân đồng đền Hoàng Vân. Em đánh đá đâu anh Nguyễn Huy. Anh Huy sao bảo em đánh đá, em hiền lành tử tế này bảo em đánh đá. Ai để câu view thì sao gọi hàng mai tao có lấy sớm, mai thì bận. Em đã chia sẻ cho cô rồi ạ. Vâng ok Đào Quỳnh luôn. Chào Quân Thiện chị xinh gái lột. Cho độ lột tóc thì không lột đâu. Chị em bảo Facebook em like nhé. Cả nhà em tắt vào TikTok nhé.
mang hàng ở đây để ở đi. Ra ngoài kia rồi. Ngoài. Ở đây ngoài cho người ta đang live stream đông người xem. Ngoài 21 người xem cũng phải rồi. Bây giờ thì hết hàng rồi còn lấy thôi mà. Còn không đủ với đây bán được 2 gói, bây giờ còn có mỗi 17 gói thôi. Có lông nách đâu, bao nhiêu lông nách. Xong bây giờ anh tắt đi. Đợi xem không tin nhắn này có ai không. Đợi Nguyễn Liên này. Nguyễn Liên đâu? Nguyễn Liên mua. Vũ Hiền chứ lệ. Liên, Nguyễn Thị Liên mua nữa. Đâu? Số nhà 14 Trần Hưng Đạo giảm cân. Thế thì thiếu tắt rồi. Nguyễn Liên, Nguyễn Thị Liên. Số nhà 14. Số nhà 14 được chưa? Khu phố Trần Hưng Đạo. Ngày đông, đây đông khách quá, shop giờ hết khách đấy. Ok anh Nguyễn Tú nhá. Trần Hưng Đạo được chưa? Phú Hải. Hải Hà Quảng Ninh. Hải Hà Quảng Ninh. Giờ hết khách thì bận không nghe để phải khó. Bán hàng có tâm nhất phim các độ. Giấu vợ kỵ thế sẽ ở không ai đây khổ quá. Ôi mặc đùi. Đùi cũng đẹp mà. Xốp trèo tuồng hay buồn thế. Hôm nay bận lắm. Được chưa? Ở Quảng Ninh được chưa? 0989 0933 26. Mai đánh chết con 2662 nha. Không có ai vào nhà tôi nữa không? Ở Facebook ấy của đọc của chị Vũ Hiền đi. Ở đây này phải chấp nhận thế này mới nổi được tin nhắn lên này. Cũng làm mà chắc chửi gần năm này qua năm nọ. Có 11 đơn thôi chị. Ai được anh gọi. Em tắt máy nhé cả nhà, em tắt máy cả nhà thông cảm cho em Vân nhé. Em Vân là vào một tiết mục đóng hàng. Em đóng hàng đến 2 giờ sáng em mới được đi ngủ, 4 giờ em lại phải dậy đi cúng nữa cả nhà. Thông cảm cho em Vân, kinh tế khó khăn em Vân phải làm lũ khổ cực. Muốn áo mua ủng hộ thì mua nhá. Ủng hộ thì nhắn tin em Vân nhá. Em Vân thông cảm cho em Vân nhá. Có ai xem không? Muốn 10 người.